Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 60. Rồi cô ta kinh ngạc liếc mắt sang nhìn Diệp Bắc Minh, đương nhiên cô ta biết quan hệ giữa Hạ Nhược Tuyết và Diệp Bắc Minh ra sao. Lạc Khuynh Thành cũng nhíu mày, tiểu sư đệ, sao cô hồng nhan tri kỷ của em lại thế? Diệp Bắc Minh nhìn thẳng vào Hạ Nhược Tuyết rồi đi tới đó, Nhược Tuyết, bọn họ là ai thế? Người đàn ông bên cạnh thoáng hiện một tia địch ý, hai người quen biết nhau à? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, anh là ai? Tôi không biết anh. Anh không dám tin vào tai mình bèn nói, Nhược Tuyết, em đang đùa gì thế? Em không quen anh ư, chúng ta mới không gặp nhau bao lâu chứ? Gương mặt Hạ Nhược Tuyết thoáng hiện lên sự bối rối nhưng cô ấy vẫn lắc đầu, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi, tôi không biết anh là ai thật. Hơn nữa, tôi cũng không phải là Hạ Nhược Tuyết. Nói xong, cô ấy bèn xoay người để lại một bóng lưng cho Diệp Bắc Minh. Rồi cô ấy đi thẳng về phía trước. Người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy lạnh lùng liếc nhìn Diệp Bắc Minh rồi cũng dẫn người đi theo. Mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, chuẩn bị đuổi theo hỏi cho ra chuyện. Lúc này, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bỗng vang lên, nhóc à, tôi nhớ ra đây là đâu rồi. Diệp Bắc Minh mừng rỡ, tiểu tháp, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Sao ông bỗng nhiên im bặt vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, tôi cũng không biết tại sao, bỗng nhiên thần hồn của tôi mất liên lạc với cậu. Nhưng mà tôi đã biết đây là đâu rồi. Diệp Bắc Minh vội nói, trước tiên đừng nghĩ nhiều quá. Nhược Tuyết đang ở ngay đây, nhưng hình như cô ấy không quen tôi. Hả, để tôi xem thử. Thần niệm của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng tụ tập trung tìm kiếm Hạ Nhược Tuyết, nhóc à, rắc rối lớn rồi. Cô ấy bị đoạt xá rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh biến sắc, sao lại thế? Thần niệm hùng mạnh của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bao phủ Hạ Nhược Tuyết, nhưng mà rất kỳ lạ, trên cơ thể của cô ấy còn có một thần hồn khác nữa. Thần hồn của bản thân cô ấy không bị cắn nuốt mà thần hồn của cả hai cùng nhau tồn tại. Diệp Bắc Minh nhíu mày, tại sao lại như vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, chỉ có một khả năng, đó là Hạ Nhược Tuyết chủ động cho một thần hồn khác nương nấu cơ thể mình. Hả? Chân mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt. Rồi anh nhìn qua Hạ Nhược Tuyết. Đúng lúc đó Hạ Nhược Tuyết quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau. Diệp Bắc Minh rất quen ánh mắt ấy. Diệp Bắc Minh thở dài nhẹ nhõm nói, ánh mắt của cô ấy nói cho tôi biết rằng cô ấy vẫn là Hạ Nhược Tuyết, tạm thời không sao cả. Hẳn cô ấy có kế hoạch của mình, tạm thời tôi không nên đi phá rối cô ấy. Rồi anh chuyển chủ đề, à phải rồi, tiểu tháp, vừa rồi ông nói biết đây là đâu, có ý gì thế? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, cậu có nhớ khoảnh khắc khi tiến vào đây không? Thần hồn của chúng ta mất liên lạc với nhau. Diệp Bắc Minh gật đầu, nhớ rõ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói tiếp, đây là vì phần ký ức bị niêm phong của bổn tháp. Chúng bỗng nhiên khôi phục một phần, mà phần ký ức này vô cùng khổng lồ. Tôi sợ ảnh hưởng tới cậu nên mới cắt đứt liên lạc với cậu. Bây giờ, bổn tháp đã biết tất cả rồi. Diệp Bắc Minh bèn hỏi ngay, tiểu tháp, ông biết cái gì rồi? Bí mật của thế giới thái cổ, cô gái thần bí kia là ai, tôi biết cả rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh vừa kinh ngạc vừa tò mò. Long đài chấn động, lại có thêm mấy trăm người đáp xuống. Diệp Nguyệt Thiền, sao cô ta cũng đến đây thế? Diệp Nguyệt Thiền phát hiện Diệp Bắc Minh bèn nhỏ giọng nói với ông lão bên cạnh, cậu ta chính là Diệp Bắc Minh, là người tôi đã từng nhắc tới. Ồ! Ông lão kia híp mắt đánh giá Diệp Bắc Minh. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc à, lão già kia không đơn giản đâu, khí tức đã được che giấu rồi. Cảnh giới của lão già đó ít nhất phải trên cảnh giới chân linh. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, cảnh giới chân linh. Không chỉ có mình ông lão kia đâu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói tiếp, trong đám người này có tổng cộng 13 cảnh giới chân linh lận. Ôi vãi! Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, cảnh giới chân linh rẻ bèo vậy à? Bỗng nhiên, một giọng nói mất kiên nhẫn vọng tới, Tần Xuyên, bọn Tần Dương đâu rồi? Lũ danh kia làm sao thế,
bảo chúng đến Long Đài trước mà sao không thấy tên nào hết vậy? Thật đúng là không có chút ý thức giờ giấc gì, đợi bọn chúng đến đây phải dạy dỗ một trận mới được. Một lão già mặc áo bào màu tím sắc bén đảo mắt nhìn thoáng qua Long Đài. Một vài người tu võ đến từ thánh vực biến sắc. Bọn họ như muốn nói rồi lại thôi. Người nọ là Tần Hồng Bân, là một trong thập tổ của nhà họ Tần. Bọn họ nhìn người nhà họ Tần rồi lại nhìn sang Diệp Bắc Minh. Sao lại thế này? Lão già Tần Hồng Bân cảm thấy chuyện không đúng lắm. Bàn tay già nua tóm đại cổ một người đàn ông trung niên trong đám đông. Hai chân người đàn ông đó không chạm đất, bị bóp sắp nghẹt thở. Nói. Người đàn ông trung niên sợ phát khóc, chả biết mình chọc vào ai, đại nhân, chuyện không liên quan gì tới tôi. Người nhà họ Tần là do Diệp Bắc Minh giết. Tần Hồng Bân tức giận bật thốt, nói cái gì? Không phải bọn Tần Dương và Tần Xuyên còn chưa tới. Mà là đến đây đã bị người khác giết rồi. Là ai hả? Ai dám giết người của nhà họ Tần chúng tôi? Người đàn ông trung niên chỉ vào Diệp Bắc Minh, đại nhân, là cậu ta. Chuyện thật sự không liên quan. Tần Hồng Bân siết chặt ngón tay, người đàn ông trung niên kia nổ tung trong nháy mắt. Giọng nói đứt quãng im phắt. Là mày à? Giọng Tần Hồng Bân như tới từ địa ngục, Diệp Bắc Minh. Một người trẻ tuổi đằng sau biến sắc nói, lão tổ, tôi nhớ ra rồi. Hình như thằng nhãi này tới từ thế giới cao võ, Tần Phàm cũng chết dưới tay cậu ta đó. Tần Hồng Bân nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, sát ý cuộn trào, oát con, lá gan lớn thật đấy. Dám giết cả người nhà họ Tần tao à? Lão phu sẽ giết mày trước rồi diệt cả họ nhà mày. Tần Hoành Bân bước tới, trên người xuất hiện hơn 10 tia sấm chớp. Khí tức lão ta vô cùng cuồng bạo. Tất cả sấm chớp đều nổ về phía Diệp Bắc Minh. Tiểu tháp, cho tôi sức mạnh. Diệp Bắc Minh quát khẽ. Anh phất tay, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay. Anh vung kiếm chém ra. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, sấm chớp va chạm với kiếm khí. Làn khí khiếp người lan ra. Mọi người kinh hãi lùi về phía sau, cả Long Đài chấn động. Hả? Đôi mắt già cỗi của Tần Hồng Bân thoáng hiện lên sự khiếp sợ, thằng nhóc này có thể đỡ được lôi pháp của lão phụ ư. Ngay sau đó, đó là thanh ma kiếm lấy từ chiến trường Thái Cổ. Xoạt, xoạt, xoạt. Vô số ánh mắt đổ dồn vào người Diệp Bắc Minh, tập trung nhìn vào kiếm càn khôn chấn ngục trong tay anh. Tất cả mọi người ồ lên. Ai nấy đều kinh ngạc. Có chắc không thế? Hỏi thừa, khí tức của thằng nhóc này mới cảnh giới vực vương, sao cậu ta có thể chống lại sức mạnh của Tần Hồng Bân chứ? Chắc chắn là nhờ vào sức mạnh của thanh kiếm đó. Một lão già khác gật gù nói, thanh kiếm này rất đáng sợ, vậy mà lại có thể khiến người tu võ cảnh giới vực vương biến đổi. Ông lão đó vừa dứt lời, ánh mắt vô số người tu võ rực lửa. Ánh mắt bọn họ đầy khát máu nhìn kiếm càn khôn chấn ngục như dã thú nhìn mồi. Còn Diệp Bắc Minh lại như một con sơn dương lẫn vào bầy sói. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác giết. Người thanh niên đứng bên cạnh Hạ Nhược Tuyết là Vạn Trường Thanh. Mặt anh ta đỏ lên vì phấn khích, lão tổ, vậy mà thằng nhóc đó lại có được thanh kiếm kia. Lão tổ nhà họ Vạn hơi khiếp sợ, đừng có vội, bây giờ cậu ta là con mồi của tất cả mọi người. Cậu ta không sống nổi đâu. Mặt Hạ Nhược Tuyết hơi đổi. Trong đầu bỗng vang lên một giọng nữ, bây giờ quyền khống chế cơ thể thuộc về tôi, cảm xúc của cô dao động sẽ ảnh hưởng tới tôi đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Nhược Tuyết rất lo lắng, Bắc Minh gặp nguy hiểm sao tôi không lo lắng cho được. Giọng nữ kia lại nói tiếp, đàn ông đều là chướng ngại vật trên con đường võ đạo. Đưa tôi trở về thần miếu. Tôi sẽ trả tự do cho cô. Nếu không tôi sẽ đoạt xá cơ thể của cô. Diệp Nguyệt Thiền nhíu mày, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta chưa tiến vào chiến trường Thái Cổ thì đã đi đời rồi. Lão tổ nhà họ Diệp đứng cạnh chớp mắt, như vậy rất tốt, đợi đến khi cậu ta cận kề cái chết, lão phu sẽ ra tay cứu cậu ta một mạng. Đến lúc đó sẽ để cậu ta mang ơn mình, tiếp đó mời cậu ta gia nhập nhà họ Diệp. Cái gì?
Diệp Nguyệt Thiền kinh ngạc, lão tổ, người định mời cậu ta gia nhập nhà họ Diệp ư? Không đợi lão tổ nhà họ Diệp đáp lời. Một tiếng quát lạnh vang vọng khắp long đài. Nhóc con, mau giao thanh ma kiếm trong tay ra đây. Tần Hồng Bân vươn một bàn tay ra, lão phu sẽ giữ xác mày nguyên vẹn cho, nếu không giao, tao sẽ băm xác mày thành ngàn mảnh, khiến thần hồn mày biến mất. Một lão già gầy còm bước ra khỏi đám đông, Tần Hồng Bân, có thịt thì mọi người cùng nhau chia, ông định ăn mảnh một mình à? Ông lão thứ hai xuất hiện, cả thánh vực chẳng ai mà không biết truyền thuyết về thanh kiếm và tòa tháp kia chứ, nhà họ Tần ông tính độc chiếm à? Lão tổ nhà họ Vạn U tối nói, nhóc con, mau giao thanh ma kiếm này ra, lão phu có thể giữ mạng cậu lại. Sau đó, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, khí tức khủng khiếp ập tới, hơn chục lão già bao vây bốn phương tám hướng Diệp Bắc Minh. Lạc Khuynh Thành bước ra, đứng bên cạnh Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, đừng sợ. Lạc Vô Tà chạy lại, đôi chân run rẩy, chị, sao chị không hỏi em có sợ không? Diệp Tiêu Tiêu nhập đội, anh đúng là chúa gây chuyện mà. Nhan Như Ngọc suy nghĩ một lát, chưa quyết định có giúp hay không. Đế Giang và Đế Khuyết nhìn nhau. Rồi cả hai cùng kéo Đế Khởi La lùi về phía sau. Đế Khởi La rất muốn giúp, chẳng phải vừa rồi chúng ta mới liên minh với anh Diệp à? Đế Khuyết che miệng Đế Khởi La lại, Khởi La cháu điên rồi hả? Không thấy thằng nhóc đó đắc tội với ai à? Hơn nữa chúng ta chỉ nói miệng mà thôi. Không có dự định gì hết á. Ông Chín, ông, Đế Khởi La không dám tin vào tai mình. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói rét lạnh vang lên, sao thế? Coi đám lão già bọn tôi không có ở đây à? Sao các người dám làm sằng làm bậy bắt nạt đồ đệ của chúng tôi hả? Sư phụ! Diệp Bắc Minh và Lạc Khuynh Thành vô cùng vui vẻ. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống long đài. Cha đỡ đầu, Dược Vương Quỷ Cốc, Kiếm Thánh Độc Cô Vũ Vân, Vua Tàn Sát, Kiếm Chủ Bất Diệt, Đan Đế Bất Hủ, Thiên Thần Điện Chủ, Thánh Hoàng, Độc Đế và Long Huyết Chiến Thần. Ngay khi nhìn thấy 10 người đó, cường giả thái cổ, các người còn sống ư? Không thể nào. Người trên long đài biến sắc. Sắc mặt Tần Hồng Bân và mấy cao thủ cảnh giới chân linh vô cùng u tối. Cơ thể Diệp Nguyệt Thiền khẽ run, cường giả thái cổ. Hô hấp cô ta dồn dập, gương mặt đỏ bừng, lão tổ, lẽ nào bọn họ đã sống tận 1 triệu năm ư? Lão tổ nhà họ Diệp trầm lặng, chỉ sợ là thế. Ôi! Diệp Nguyệt Thiền kinh ngạc. Diệp Bắc Minh kích động hỏi, sư phụ, sao mọi người lại ở đây thế? Cha đỡ đầu cười bảo, tại sao chúng ta không thể ở đây? Vua Tàn Sát vỗ vai Diệp Bắc Minh nói, Minh Nhi, tốc độ trưởng thành của con thật khiến người ta kinh ngạc mà. Con lĩnh ngộ đạo Tàn Sát thế nào rồi? Diệp Bắc Minh trả lời một câu, Tàn Sát nở rộ trong tử vong. Vua Tàn Sát sửng sốt rồi cười to, ha ha ha, xem ra con đã lĩnh ngộ được nó rồi. Diệp Bắc Minh rất vui vẻ. Anh hàn huyên ôn chuyện với các sư phụ. Vậy mới biết sau khi bọn họ rời khỏi thế giới cao võ đã tiến vào chiến trường thái cổ. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, cường giả thái cổ. Không ngờ các ông vẫn còn sống, vậy sao không biết trân trọng tính mạng của mình thế? Cường giả thái cổ đúng là rất lợi hại. Nhưng bây giờ không còn là thời đại của các người nữa rồi. Sau trận chiến ấy, cảnh giới của các ông suy sút, đừng có tìm đường chết nữa. Chúng tôi có 12 người, còn các ông mới có 10 người. Lão già gầy còm kia cười khẩy, nếu 12 người chúng tôi liên thủ thì các ông ứng phó thế nào đây? Tần Hồng Bân, lão tổ nhà họ Vạn, lão già gầy còm kia và 12 cao thủ cảnh giới chân linh đồng loạt bước tới trước. Ngay sau đó, rầm, luồng khí thế rung trời lệch đất tỏa ra. Long huyết chiến thần lao ra như hung thần. Tới thẳng trước mặt lão già gầy còm kia, tôi ứng phó vậy đấy. Một thanh đao đầu rồng màu vàng chém xuống, lão già gầy còm kia co do hoảng sợ. Một tiếng hét to vang lên, ông dám. Muốn giết lão phu à, mơ đi. Long huyết chiến thần cười khẩy,
không nói nhiều lời. Thanh đao đầu rồng ấy vô cùng mạnh mẽ, chém lão già gầy còm kia như cắt giấy. Lão già kia phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Cơ thể bay phát ra ngoài. Ông! Lão già kia hoảng sợ chỉ tay vào Long huyết chiến thần. Long huyết chiến thần từ từ đuổi theo, vung cao thanh đao đầu rồng kia rồi chém đầu lão già gầy còm. Lão già gầy còm kia hoảng sợ la to, đừng, đừng mà. Phụt! Cái đầu bay lên cao. Cái đầu đó được Long huyết chiến thần tóm lấy rồi đi lại chỗ Diệp Bắc Minh. Long huyết chiến thần để cái đầu dưới chân anh làm đá kê chân, còn ai muốn giết đồ đệ tôi nữa? Ôi! Da đầu mọi người run lên, sợ tới mức tim sắp nổ tung. Đây chính là người tu võ cảnh giới chân linh đó. Là một người vô cùng đáng sợ. Thế mà lại bị chém đầu đơn giản như vậy sao? Rồi còn bị người ta giẫm dưới chân như đá kê chân. Mọi người nhìn chằm chằm vào cái đầu của lão già gầy còm kia, bọn họ thấy mắt lão già kia mở to, chết không nhắm mắt. Sư phụ! Hô hấp Diệp Bắc Minh dồn dập. Máu trên người sôi trào. Long huyết chiến thần chỉ nói, Minh Nhi, nhớ kỹ. Chỉ cần ra tay được thì đừng có kiềm chế. Chỉ cần con giết bọn chúng đủ nhanh thì bọn chúng ắt sẽ câm miệng thôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, vâng thưa sư phụ, con biết rồi ạ. Sắc mặt Tần Hồng Bân vô cùng khó coi, các người quá đáng rồi đấy. Long huyết chiến thần cười thâm sâu, tôi còn có thể quá đáng hơn đấy, ông có muốn thử không? Mắt Tần Hồng Bân đỏ ngầu, Diệp Bắc Minh giết con cháu của nhà họ Tần Thái Cổ bọn tôi, lão phu không được báo thù à? Cha đỡ đầu châm một điếu xì gà, rồi cười khẩy phun ra một làn khói trắng, đồ nhi của tôi thật tốt bụng không làm sát người vô tội. Tần Hồng Bân đen mặt, nói vậy chẳng phải con cháu nhà họ Tần Thái Cổ tôi đáng chết sao? Vua Tàn Sát hờ hững đáp lại, Tần Hồng Bân, ông bớt làm nhảm đi, đến cả ông tôi cũng giết đấy. Ôi vãi đạn! Tất cả mọi người ồn ào. Sư phụ Châu bỏ quá. Nếu tôi có sư phụ như vậy thì chắc sẽ còn kiêu căng hơn Diệp Bắc Minh bội phần. Bọn họ còn nhận đồ đệ không? Tôi cũng muốn bái sư, rất nhiều người bàn tán. Các người! Tần Hồng Bân tức đỏ mắt. Trước mặt nhiều người như vậy mà vua Tàn Sát dám chỉ thẳng tên làm nhục lão ta. Cục tức này nuốt thế nào được chứ? Thôi bỏ đi. Đàn ông có được giãn được. Hừ. Tần Hồng Bân chỉ hừ, định ngậm ngùi cho qua chuyện. Một giọng nói già nua vang lên, cha đỡ đầu, vua Tàn Sát, Dược Vương Quỷ Cốc. Lũ vô dụng các người vẫn chưa chết hả? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Một tia sáng sắc nhọn lóe qua. Mấy trăm người bước ra khỏi đó, bọn họ đều mặc một bộ đồng phục thống nhất. Trên ngực có một ký hiệu giống như một ngọn lửa đang rực cháy. Cầm đầu bọn họ là một lão già, đằng sau là 20 cao thủ cảnh giới chân linh kính cẩn đi theo. Ngoài ra, còn mấy trăm người có thực lực ít nhất ngang với Diệp Bắc Minh. Cảnh giới giới vương sơ kỳ. Thánh Tông. Người tu võ thánh vực đều lùi về sau theo bản năng. Ngay khi 10 vị sư phụ nhìn thấy mấy lão già của Thánh Tông, sắc mặt trở nên tối sầm. Một bầu không khí căng thẳng lan ra trong đám đông. Diệp Bắc Minh hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đó là ai thế? Lão già cầm đầu vuốt râu, cười khinh khỉnh nói, cha đỡ đầu, chân của ông là do tôi đánh gãy nhỉ? Dược Phương Quỷ Cốc, tôi nhớ là y thuật của ông bại dưới tay tôi nhỉ? Kiếm thánh à, một kiếm của tôi có thể phá hàng nghìn kiếm của ông cũng xứng gọi mình là kiếm thánh sao? Vua Tàn Sát nhỉ, ông có biết cái gì gọi là tàn sát không? Kiếm chủ bất diệt hả? Vạn kiếm coi tôi là chủ, tôi còn chưa xưng kiếm chủ mà ông dám xưng kiếm chủ à? Đan đế bất hủ, ha ha, ông có thể luyện được bổ thiên đan không? Thiên thần điện chủ, thiên thần điện là thứ rác rưởi gì chứ? Chẳng phải đã bị Thánh Tông tiêu diệt à? Thánh Hoàng, chỉ là bại tướng dưới tay tôi thôi. Độc đế, độc của ông chỉ như nước uống bình thường với bổn tọa mà thôi. Long huyết chiến thần à, đến rồng lão phu cũng giết được huống hồ là tên vô dụng Long huyết chiến thần chứ. Diệp Bắc Minh không dám tin, không thể nào. Rốt cuộc ông là ai?
Lão già kia càng chế nhạo hơn, tôi là ai hả? Trong 100 cường giả thái cổ hùng mạnh nhất, tôi đứng thứ nhất. Rồi ông ta rời mắt sang người 10 vị sư phụ, bây giờ, các ông có thể nói cho đồ đệ của mình biết tôi là ai rồi đó. Ông ta vừa dứt lời, cả người Diệp Bắc Minh run kịch liệt. Anh quay đầu lại nhìn 10 vị sư phụ, những gì ông ta nói là sự thật à? Cha đỡ đầu gật đầu rồi lạnh lùng đáp, đại sư huynh, đã bao năm rồi mà ông vẫn không hề thay đổi nhỉ? Đại sư huynh sao? Mặt Diệp Bắc Minh đầy khiếp sợ. Lạc Khuynh Thành cũng bối rối. Hai người đồng thanh hỏi, sư phụ, rốt cuộc chuyện là thế nào? Giọng nói lạnh như băng của cha đỡ đầu vang lên, ông ta tên Đoàn Thiên Đức, một trong 100 người cùng chúng ta đầu quân làm môn hạ luyện võ năm xưa. Chuyện này. Diệp Bắc Minh và Lạc Khuynh Thành trợn mắt nhìn nhau. Đoàn Thiên Đức cười, 99 kẻ vô dụng các người, đúng là làm mất mặt sư phụ. Ngày xưa tôi đã nói với mấy người rồi, một mình tôi sẽ trục xuất 99 người ra khỏi sư môn. Sao nào, các người còn định lấy danh nghĩa sư phụ để lừa gạt sao? Ông ta dứt lời, mọi người đều hoảng sợ. Một người lại trục xuất 99 sư đệ đồng môn ra khỏi sư môn sao? Khí phách thật là lớn. Kẻ tàn sát nóng nảy nói, Đoàn Thiên Đức, là ông vô sỉ chối bỏ sư phụ. Kiếm chủ Bất Diệt lạnh giọng quát, ông có tư cách gì trục xuất chúng tôi ra khỏi sư môn? Đoàn Thiên Đức lạnh lùng liếc hai người họ, dùng thái độ này nói chuyện với tôi sao? Quỳ xuống. Ông ta vươn tay ra, hướng về phía hai người kia, đè xuống. Bùm. Một luồng năng lượng mạnh mẽ đè xuống, kẻ tàn sát và kiếm chủ Bất Diệt phải gắng gượng chống đỡ áp lực. Bùm, bùm. Sàn ngọc của long đài dưới chân họ ầm ầm nổ tung, nhưng chân họ không bị lún xuống gạch. Diệp Bắc Minh kêu lên, tàn sát sư phụ, Bất Diệt sư phụ. Bộp, bộp, bộp. 8 người nhóm cha đỡ đầu đều bước ra, vây quanh Đoàn Thiên Đức. Một tiếng gào vang lên, 10 người chúng tôi ở đây, ông còn dám ra tay hay sao? Đoàn Thiên Đức, ông quá kiêu ngạo. 8 người tạo áp lực từ những hướng khác nhau. Đoàn Thiên Đức dậm chân, một tiếng bùm vang lên. Nhóm cha đỡ đầu bị đẩy lui 3 bước, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Diệp Bắc Minh không dám tin, 10 sư phụ của mình lại không phải là đối thủ của lão già trước mắt hay sao? Giây tiếp theo. Đoàn Thiên Đức chuyển ánh mắt, nhìn qua Diệp Bắc Minh, nhóc con, đi theo mấy tên ngu xuẩn này không có tương lai đâu. Bây giờ chỉ cần cậu quỳ xuống đây nhận lão phu làm thầy. Lão Phu có thể đảm bảo sẽ cho cậu tài nguyên tu võ tốt nhất cả thánh vực. Sau này chủ thánh tông kế nhiệm, được chứ? Bộp. Rất nhiều người của thánh tông sau lưng Đoàn Thiên Đức ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Cái gì? Mọi người bắt đầu xì xào. Thánh tông lão tổ muốn nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử sao? Mẹ nó, điên rồi, nhất định là điên rồi. Đây chính là Thánh Tông Lão Tổ, ở Thánh Vực, Thánh Tông là gì cơ chứ? Thằng nhóc này may mắn thật đó. Đồng ý đi, cậu còn do dự gì nữa? Người của Thánh Vực, ai nấy đều đỏ mắt, chỉ mong mình là Diệp Bắc Minh. Vạn Huyết Kiếm Chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên, Quỷ Mẫu Bạch Liên, Phu Nhân Hợp Hoan đều vô cùng ngạc nhiên. Tần Hồng Bân há hốc miệng. Vạn Trường Thanh và lão tổ nhà họ Vạn không tưởng tượng nổi. Diệp Nguyệt Thiền đầy chấn động, lão tổ Thánh Tông thích thằng nhóc kia ở chỗ nào chứ? Ánh mắt lão tổ nhà họ Diệp đầy cay độc, lão phu cũng thích thằng nhóc này. Nếu có thể, lão phu cũng hy vọng cậu ta gia nhập vào nhà họ Diệp. Lão tổ, rốt cuộc là thế nào? Diệp Nguyệt Thiên khó hiểu hỏi. Mặt lão tổ nhà họ Diệp đầy nghiêm túc, trên người cậu ta có khí chất đặc biệt mà người khác không có. Diệp Nguyệt Thiên tiếp tục hỏi, nhưng lão tổ nhà họ Diệp chỉ lắc đầu, không muốn nói nhiều. Mọi người nhốn nháo cả lên. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt lắc đầu, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Anh vừa nói xong, long đài vốn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu. Cậu ta, từ chối sao? Đoàn Thiên Đức cũng không tức giận, tại sao chứ?
Lão Phu chỉ cần một tay cũng có thể đè bẹp 99 sư phụ vô dụng của cậu. Diệp Bắc Minh trả lời rất đúng mực, Đoàn tiền bối, nể mặt ông là đại sư huynh của các sư phụ tôi sẽ nói chuyện tử tế với ông. Nếu ông còn làm nhục sư phụ tôi như thế. Rào. Một tiếng rồng ngâm. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh, anh bước lên. Anh đứng trước mặt 10 sư phụ, đừng trách tôi không khách khí. Hít. Trên long đài, mọi người đều hít một hơi sâu, thằng nhãi này điên rồi à? Cậu nói gì cơ? Đôi mắt Đoàn Thiên Đức lạnh như băng, sát khí kinh khủng lập tức bao lấy Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, trong mắt lão phu, cậu không khác gì con kiến cỏ. Cậu có biết chỉ vì câu nói vừa rồi, lão phu có thể băm xác cậu thành mảnh nhỏ, chôn vùi thần hồn của cậu hay không? Diệp Bắc Minh phải chịu áp lực cực lớn. Cơ thể cũng khẽ run. Nhưng anh vẫn nói chuyện rất đúng mực, hôm nay bất kể là ai, muốn làm nhục sư phụ tôi. Đều phải bước qua xác tôi. Âm vang có lực. Nói năng có khí phách. Ha 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 ha. Đoàn Thiên Đức ngửa mặt lên trời cười to, áp lực kinh khủng trên người Diệp Bắc Minh cũng rút đi như làn sóng. Nhóc con, cậu rất hợp khẩu vị của lão phu. Ông ta còn chưa nói xong, long đài bỗng nhiên chấn rộng. Hình điêu khắc 99 con rồng đồng thời sáng lên, không khí xuất hiện vô số phù văn. Giây tiếp theo. Những phù văn đó ngưng tụ lại, một cánh cửa truyền tống đột nhiên xuất hiện ở giữa long đài. Ánh mắt Đoàn Thiên Đức cứng lại, chiến trường thái cổ mở rồi. Cuối cùng ông ta liếc qua Diệp Bắc Minh, lão phu tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ quỳ xuống chân lão phu, cầu xin lão phu thu nhận cậu làm đồ đệ. Sau khi bỏ lại những lời ấy, ông ta mang những người của Thánh Tông bước vào cửa truyền tống rồi biến mất. Chúng ta đi thôi. Tần Hồng Bân lạnh lùng liếc Diệp Bắc Minh, mang người nhà họ Tần tiến vào chiến trường thái cổ. Nguyệt Thiền, đi nào. Lão tổ nhà họ Diệp mang Diệp Nguyệt Thiền nhanh chóng biến mất. Nhan Như Ngọc liếc qua Diệp Bắc Minh, cũng bước vào cửa truyền tống. Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng chào hỏi, Diệp Bắc Minh. Tôi còn có chuyện phải làm, đi trước đây. Người đế tộc cũng không chờ thêm được nữa, chúng ta cũng đi thôi. Còn chờ gì nữa, chậm nữa các bảo vật sẽ bị người khác nhanh chân giành trước hết. Người của thế giới cao võ đều chen nhau, tiến vào cửa truyền tống. Vạn Trường Thanh đi tới bên cạnh Hạ Nhược Tuyết, chúng ta cũng vào thôi. Hạ Nhược Tuyết hơi do dự, nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Cô ta gật đầu rồi biến mất. Cuối cùng, cả long đài chỉ còn lại Diệp Bắc Minh, Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Tà. Còn cả 10 sư phụ nữa. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi tới bên cạnh kẻ tàn sát và kiếm chủ bất diệt, hai sư phụ, hai người không sao chứ. Mặt kẻ tàn sát đầy lúng túng, khụ khụ, không sao, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Mặt kiếm chủ bất diệt đầy kiêng kỳ, hắn ta đã mạnh hơn trước rồi. Diệp Bắc Minh nghi ngờ hỏi, các vị sư phụ của mọi người là ai? Đều do một sư phụ dạy dỗ, tại sao lại chênh lệch lớn như thế? 10 sư phụ trợn to hai mắt, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc kia, con nói chuyện kiểu gì thế? Mẹ kiếp, thằng nhóc không có lương tâm. Thằng nhóc kia, cho chút mặt mũi có được không? Mấy sư phụ phùng mang trợn mắt. Cha đỡ đầu hút xong một điếu xì gà, Minh Nhi, sư phụ của chúng ta là người phụ nữ trong miếu thần. Người phụ nữ trong miếu thần sao? Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại. Mặc dù anh đã lờ mờ đoán được, nhưng khi bất câu trả lời, anh vẫn hoảng hốt, sư phụ, chuyện là sao ạ? Giọng cha đỡ đầu rất nghiêm túc, triệu năm trước, mấy trăm người chúng ta cùng tiến vào tòa miếu thần đó. Cuối cùng chỉ có 101 người còn sống. 100 người trong số đó đã bái người phụ nữ kia làm thầy. Diệp Bắc Minh nhướng mày, 101 người sao? Người còn lại là ai? Giây tiếp theo, cơ thể anh chấn động, như nghĩ tới điều gì đó, chờ đã. Chẳng lẽ là... Cha đỡ đầu gật đầu, chính là tổ tiên nhà họ Diệp, Diệp Phá Thiên. Vốn dĩ hắn cũng có tư cách bái sư, nhưng hắn không chọn bái sư, mà rời khỏi miếu thần. Nguyên nhân cụ thể là gì thì chúng ta không biết. Diệp Bắc Minh chớp mắt,
suy nghĩ một lát rồi hỏi, nếu các sư phụ là đồ đệ của người phụ nữ thần bí đó, tại sao còn xuất hiện ở Côn Luân Hư? Anh vừa hỏi xong, mặt 10 vị sư phụ đều đỏ lên. Họ vô cùng khó xử. Diệp Bắc Minh nghi ngờ hỏi, sao thế? Cha đỡ đầu hắng giọng, sau khi sư phụ truyền trụ bản lĩnh cho chúng ta thì đã rời khỏi miếu thần. Từ đó về sau, trăm người chúng ta được người của miếu thần bảo vệ. Trong chúng ta, thiên phú của Đoàn Thiên Đức kinh khủng nhất, hắn ta đánh 99 người chúng ta bị thương rồi phong ấn chúng ta trong miếu thần. Hắn ta cưỡng ép đánh vỡ cấm chế sư phụ để lại, một mình rời khỏi chiến trường Thái Cổ. Mãi đến mấy mươi năm trước, cha mẹ con tiến vào miếu thần. Nói tới đó, cha đỡ đầu hơi ngừng lại, lát sau mới nói tiếp, vì một vài nguyên nhân, chúng ta đã thua trước cha mẹ con. Lúc đó thực lực của 99 người chúng ta bị tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm cấm chế của thần miếu bị phá hư, bên trong vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đến Côn Luân Hư để dưỡng thương, nhân tiện giúp Hoa tộc hoàn thành kế hoạch tu bổ đại lục chân võ. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu. Hóa ra đây là lai lịch của các sư phụ. Anh trầm ngâm một lát, sư phụ cha đỡ đầu, sau khi sư phụ của các thầy rời đi thì đã đi đâu? 10 sư phụ đều im lặng. Giọng của kẻ tàn sát vang lên, đây cũng là điều chúng ta muốn biết. Mặt kiếm thánh đầy phiền muộn, đúng vậy, sau khi sư phụ rời đi, đã đi đâu? Bất kể sư phụ đi đâu, chỗ bà ấy đến, nhất định đại biểu cho vị trí võ đạo cao hơn. Võ đạo ở đó, nhất định hoàn toàn hoàn thiện sao? Mặt 10 sư phụ đầy hy vọng. Diệp Bắc Minh chưa từng thấy biểu cảm đó trên mặt các sư phụ của mình. Lúc này, phù văn trên lòng đài dần mờ đi. Cánh cửa truyền tống kia cũng trở nên không ổn định. Kiếm chủ bất diệt nói, không ổn, cửa truyền tống sắp biến mất rồi. Đợi thêm lần nữa, phải mất 30 năm. Cha đỡ đầu khẽ quát, Minh Nhi, không còn thời gian giải thích nữa, đi vào chiến trường Thái Cổ đã rồi nói sau. Chúng ta đi thôi. Mọi người cùng nhau bước vào cửa truyền tống, Diệp Bắc Minh cảm thấy trước mắt có ánh sáng trắng lướt qua. Đến khi anh nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh thì đã không thấy 10 sư phụ và đại sư tỷ đâu nữa. Không phải chúng tôi cùng nhau tiến vào cửa truyền tống hay sao? Diệp Bắc Minh cau mày, sư phụ và sư tỷ đâu rồi? Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con, chỗ này có chút không tầm thường đâu. Chỉ cần là người có thể tiến vào nơi này thì đều bị truyền tống ngẫu thiên đến bất kỳ xó xỉnh nào. Diệp Bắc Minh trực tiếp ra lệnh, Tiểu Tháp, lục soát toàn bộ chiến trường Thái Cổ trước đi. Được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Một lát sau, ông ta nói, đã lục soát xong, thế giới này có một năng lượng thần bí. Ngay cả thần niệm của tôi cũng bị ảnh hưởng, chỉ có thể lục soát trong phạm vi trăm ngàn dặm. Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Dù Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tìm kiếm khắp mấy đại lục của thế giới cao võ cũng không thành vấn đề. Đâu chỉ trăm ngàn dặm. Lúc này, thần niệm lại bị ép chỉ còn lại trăm ngàn dặm. Trong trăm ngàn dặm có ai không? Có, vừa khéo, Hạ Nhược Tuyết đang ở gần đây. Ở sâu trong sơn cốc, trước một cánh cửa đá màu đen cao trăm trượng. Trên cửa đá có khắc các loại phù văn cổ xưa. Lão tổ nhà họ Diệp lật tay, lấy ra một cuốn sách vàng Thái Cổ. Ánh sáng màu vàng chiếu lên gương mặt già nua của ông ta, sắc mặt hồng hào, may mà có năng lượng của sách vàng Thái Cổ. Nếu không thì sau khi tiến vào chiến trường Thái Cổ, chúng ta đã bị truyền tống đến nơi nào đó không xác định rồi. Vạn Trường Thanh Dịch tới gần, đôi mắt ứ máu. Giọng anh ta rất kích động, lão tổ, việc này không nên chậm trễ, nhanh lên đi. Lão tổ nhà họ Vạn liếc qua Vạn Trường Thanh, cậu gấp cái gì chứ? Không ai tìm được nơi này đâu. Ông yên tâm đi, vì ngày hôm nay, nhà họ Vạn chúng tôi đã mưu đồ vô số năm rồi. Hôm nay, chúng ta nhất định sẽ thành công. Dứt lời, lão tổ nhà họ Vạn ngồi xếp bằng xuống. Ông ta cắn rách đầu ngón tay, dựa theo chữ viết trong sách vàng Thái Cổ. Mô phỏng theo. Ông ta dùng máu tươi vẽ hơn 100 phù văn trong sách vàng Thái Cổ lên cửa đá. Giây tiếp theo. Bù. Cửa đá lóe lên ánh sáng, hơi rung.
Mấy giây tiếp theo, tất cả quay lại dáng vẻ ban đầu, phù văn cũng tắt đi. Đôi mắt lão tổ nhà họ Vạn cứng lại, ông ta quay đầu nhìn qua mấy chục người sau lưng, các người nên cống hiến cho nhà họ Vạn. Yên tâm đi, cha mẹ các người sẽ được nhà họ Vạn chăm sóc thật tốt. Con cái sẽ được vô số tài nguyên tu võ. Vèo. Một người đàn ông trung niên xông ra, đập đầu tự sát trên cửa đá. Máu tươi trên cơ thể ông ấy tràn ra, nhưng không chảy vào cửa đá. Phù văn lần nữa sáng lên. Mặt lão tổ nhà họ Vạn đỏ lên, các người còn chần chờ gì nữa? Người nhà họ Vạn do dự, cắn răng. Sau đó, giống như thiêu thân lao vào lửa, họ đều đập đầu tự sát trên cửa đá. Sau khi mấy chục người hiến tế, cánh cửa đá biến thành màu đỏ tươi. Lão tổ nhà họ Vạn khẽ quát, cô Hạ, đến lượt cô rồi. Được. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, đi tới trước cửa đá, bàn tay thon thả ấn lên. Ta dùng thân phận truyền nhân của Vạn Đạo Kiếm Chủ ra lệnh cho ngươi, mở ra. Cô nói xong, cửa đá ầm ầm mở ra. Lộ ra đại điện bên trong, Hạ Nhược Tuyết là người xông vào đầu tiên. Một thanh trường kiếm màu đỏ lơ lửng trên bàn thờ. Trên bàn bờ có một hộp gỗ, bên trong chính là các loại công pháp kiếm kỹ. Tốt quá, quả nhiên là ẩm huyết kiếm. Hạ Nhược Tuyết vô cùng kích động, đi tới gần thanh trường kiếm màu đỏ. Lão tổ nhà họ Vạn trực tiếp ra tay, một lực lượng mạnh mẽ đánh tới, Hạ cô nương, dừng tay. Tiếng nổ vang lên, vách đá sau lưng ầm ầm nổ tung. Nếu không phải Hạ Nhược Tuyết kịp thời tránh thoát, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Hạ Nhược Tuyết biến sắc, các người có ý gì? Chúng ta đã thương lượng xong rồi. Kiếm này thuộc về tôi, kiếm kỹ thuộc về các ông. Hạ cô nương, kế hoạch có thay đổi, tốt nhất là cô nên thành thật một chút. Lão tổ nhà họ Diệp nhếch miệng cười, Trường Thanh, đi lấy bí tịch và kiếm. Dạ, lão tổ. Vạn Trường Thanh cười một tiếng, đi về phía bàn. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy không thích hợp. Bóng dáng của cô lóe lên, lao ra khỏi cung điện bằng đá. Lão tổ nhà họ Diệp nhếch miệng cười lạnh, Hạ cô nương, cô muốn đi đâu vậy? Bàn tay gầy guộc của lão ta chụp lấy Hạ Nhược Tuyết. Ầm. Hạ Nhược Tuyết như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống mặt đất. Vạn Trường Thanh mỉm cười đi tới, lão tổ, đừng giết cô ấy vội, cô nàng này rất thú vị. Chúng ta đã quen biết được một tháng. Cháu theo đuổi cô ta rõ ràng như vậy mà đến tay cũng không cho cháu nắm. Vẫn nên chờ cháu chơi mấy lần rồi giết cũng không muộn. Lão tổ nhà họ Vạn cười đầy thô bỉ, thằng nhóc cậu có phong thái năm đó của lão phu. Nếu không thì hai ông cháu chúng ta cùng lên. Vạn Trường Thanh cười nói, lão tổ, cháu còn trẻ, để cho cháu trước đi. Các người vô liêm sỉ. Hạ Nhược Tuyết cắn chặt răng, toàn thân run lẩy bẩy. Ha 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 ha. Vạn Trường Thanh cười to cực kỳ bỉ ổi, Hạ cô nương, để tôi cho cô xem tính cách càng vô liêm sỉ của tôi nhé. Anh ta lao thẳng về phía Hạ Nhược Tuyết. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo kiếm khí đỏ như máu phóng từ ngoài điện đá vào. Xoẹt. Chém xuống chỗ dưới đan điền của Vạn Trường Thanh năm tấc a. Tiếng kêu rên như mổ heo truyền đến. Vạn Trường Thanh gắt gao che đậy phía dưới, lão tổ, nòi giống của cháu phát nổ. Nó nổ tung. Sắc mặt lão tổ nhà họ Vạn trắng bệch, cái gì? Lão ta quát lớn về phía ngoài cung điện đá, ai? Cút ra đây cho tôi. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Tiếng bước chân vang lên, một thanh niên xuất hiện cửa điện đá. Hạ Nhược Tuyết rất vui mừng, Bắc Minh, sao anh lại tới đây? Diệp Bắc Minh. Trên trán Vạn Trường Thanh nổi lên gân xanh, lão tổ, giết anh ta giúp cháu. Chấm chấm chấm. Lão tổ nhà họ Vạn lạnh mặt, thằng kia, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại đâm đầu vào. Ánh mắt tinh tường rơi xuống thân trên kiếm càn khôn chấn ngục, lóe lên vẻ tham lam. Không hề báo trước. Vèo. Lão tổ nhà họ Vạn trong chớp mắt xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh, tốc độ gần bằng ảnh thuấn. Thực lực cảnh giới chân linh khủng bố đến vậy. Thằng kia, mày có thể chết rồi.
giọng nói hờ hững của lão tổ nhà họ Vạn vang lên. Đập một chưởng xuống. Lão ta vô cùng tự tin, tên này nhất định sẽ bị lão ta đánh thành thịt nát. Không khí xung quanh sôi ùng ục, xen lẫn với hơi thở xé rách hết thảy đè ép xuống. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, nói bao nhiêu lần rồi, đừng dùng thân xác của các người cứng đối cứng với kiếm của tôi. Anh duỗi kiếm, trực tiếp chém xuống bàn tay của lão tổ nhà họ Vạn. Phụt! Một mảnh xương máu nổ tung. Sắc mặt Vạn Trường Thanh biến đổi, lão tổ. A, à, mày dám khiến tao bị thương. Lão tổ nhà họ Vạn đau đớn la to, nụ cười trên mặt biến mất, quả nhiên là thanh kiếm kia. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm với lão ta. Kiếm thứ hai đánh úp lại, sát khí kinh người ngưng tụ. Lão tổ nhà họ Vạn nhanh chóng lùi lại, né tránh một kiếm này. Ầm. Một tiếng động long trời lở đất vang lên, mặt sàn cung điện bằng đá bị chém ra một lỗ hổng kinh khủng. Lão tổ nhà họ Vạn đứng ở phía xa, vết thương chỗ cụt tay vẫn đang nhỏ máu tươi, thằng chó đẻ, lão phu đã đánh giá thấp mày. Thật không ngờ với thực lực cảnh giới vực vương của mày mà có thể tổn thương đến tao. Trong con ngươi của lão ta hiện lên sát ý ngút trời, nhưng mày cho rằng như vậy là có thể thắng lão phu sao? Vừa dứt lời, lão tổ nhà họ Vạn dùng một tay nắm lấy miệng vết thương cụt tay. Rồi dùng sức kéo thật mạnh. Ầm. Một cái cánh tay mới tinh trống rỗng mọc ra từ miệng vết thương. Làn da mềm mại như trẻ con vừa mới sinh ra. Đù. Diệp Bắc Minh dậy nảy mình, con người co rụt lại, tháp nhỏ, đây là thủ đoạn gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bình tĩnh đáp, người tu võ đến cảnh giới chân linh, sức mạnh huyết mạch có thể so được với chân long. Tay hay chân bị chém hoàn toàn có thể tự mọc lại. Khuôn mặt Diệp Bắc Minh chấn động, như vậy chẳng phải là vô địch. Bất tử bất diệt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, không khuếch đại đến vậy, đó chỉ là thân thể thôi. Nếu đan điền bị hủy, đầu bị chém xuống, hay thần hồn dập tắt đều có thể giết chết cảnh giới chân linh. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nhóc, cậu còn đứng đó làm gì? Sợ đến choáng váng à? Một giây sau, một cơn gió mạnh mẽ đánh úp lại, hóa thành móng vuốt sắt vô tình chụp về phía yết hầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh quát to, cút đi. Gào giống. Long tích sau lưng anh sáng lên, mấy chục đầu long mạch gần như cùng lúc xuất hiện. Vạn Trường Thanh suýt chút nữa bị dọa choáng váng, trời ơi, mấy chục long mạch. Thân thể lão tổ nhà họ Vạn chấn động, đôi mắt càng trở nên ngưng trọng, thằng chó đẻ, mày thật sự khiến người khác bất ngờ. Không hổ là đời sau của Diệp Phá Thiên, một người có thể dung hợp mấy chục long mạch. Ở thánh vực cũng là điều hiếm thấy suốt cả triệu năm. Đáng tiếc. Ngày hôm nay mày vẫn phải chết ở chỗ này. Lão tổ nhà họ Vạn cười vô cùng dữ tợn, chỉ là một tên cảnh giới vực vương, lại khiến lão phu phải dốc hết toàn lực. Mày là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Mày nên thấy kiêu ngạo đi. Ầm ầm. Hơi thở như sóng thần bùng nổ, lão tổ nhà họ Vạn lấn áp như một chiến thần. Diệp Bắc Minh không chút do dự, trực tiếp chém ra kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Tiếng keng keng cực lớn truyền đến, một lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm bao vây lại. Thế mà cố định kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trên không trung. Bất luận Diệp Bắc Minh dùng sức thế nào đều không thể đè xuống phía dưới nửa phần. Nguy rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến đổi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, nhóc, có hơi khó giải quyết, để tôi ra tay giết chết lão ta luôn đi. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Lần này tôi không cần đến lực lượng của ông, tự tôi có thể giết được lão. Cùng lúc đó, biểu cảm của lão tổ nhà họ Vạn trở nên tàn nhẫn, thằng chó đẻ, chỉ cần lão phu không cứng đối cứng với thanh kiếm này, mày chỉ có một kết cục. Đó chính là chết. Dứt lời, lão tổ nhà họ Vạn siết chặt năm ngón tay, đấm ra một quyền. Ầm. Diệp Bắc Minh bị đánh bay ra ngoài không hề thương tiếc, thân thể hung hăng va phải vách tường cung điện bằng đá. Nội tạng đau nhức, suýt thì nổ tung. Thực lực của cảnh giới chân linh kinh khủng đến vậy. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết biến đổi, Bắc Minh. Chấm chấm chấm. Vạn Trường Thanh kêu to, hay. Lão tổ, mau giết thằng chó đẻ này.
Lão tổ nhà họ Vạn sải bước lên trước, bóp lấy cổ Diệp Bắc Minh, không có thanh kiếm kia, mày tính là thứ phế vật gì? Thằng chó, giờ chết của mày đã đến, tiễn mày lên đường. Năm ngón tay co thành móng vuốt, chụp về phía trái tim Diệp Bắc Minh. Tiếng ầm trầm đục vang lên, một kích này thế mà bị chặn lại. Chỉ thấy, bên ngoài cơ thể Diệp Bắc Minh hiện lên bóng mở của một con rồng đen, một kiện áo giáp tạo thành từ vảy màu đen hiển hiện. Lão tổ nhà họ Vạn kinh ngạc, áo giáp Hắc Long của tộc rồng đen, sao vật này lại ở trong tay mày? Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên, tháp nhỏ, lão ta đã là một người chết. Mày đang nói chuyện với ai? Lão tổ nhà họ Vạn hơi nghi hoặc. Một giây sau, bù, trên người Diệp Bắc Minh bốc lên một ngọn lửa. Đây là dị hỏa. Giờ phút này, trong con người lão tổ nhà họ Vạn tràn ngập hoảng sợ, thằng chó, đừng. Lão tổ nhà họ Vạn lập tức buông tay, cấp tốc lùi lại. Phần thiên chi diễm mãnh liệt ập tới, trực tiếp cắn nuốt lão tổ nhà họ Vạn. Lão tổ nhà họ Vạn điên cuồng giãy giụa, á, cứu mạng, đừng mà. Sau một hô hấp, lão tổ nhà họ Vạn hoàn toàn bất động, trên mặt đất lưu lại một đống cho tàn hình người. Đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết chấn động, một người cảnh giới chân linh, này. Cứ thế mà chết rồi. Chấm chấm. Lão tổ. Những người còn lại của nhà họ Vạn nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa bay ba hồn bảy vía, chạy ra khỏi cung điện bằng đá. Diệp Bắc Minh đuổi theo, tiếng rồng ngâm vang lên. Mười mấy mảnh xương máu nổ tung. Anh quay người, đi về phía Vạn Trường Thanh. Con người Vạn Trường Thanh điên cuồng co rụt lại, hoảng sợ lùi về sau, chỉ vào Diệp Bắc Minh và quát cậu. Cậu không được qua đây, tôi đến từ nhà họ Vạn của gia tộc Thái Cổ. Cậu Diệp, cầu xin cậu đừng giết tôi. Tôi biết sai rồi. Vạn Trường Thanh quỳ xuống, điên cuồng đập đầu xuống đất. Dù anh ta là cảnh giới giới chủ đỉnh phong, giờ phút này cũng chỉ muốn cầu xin Diệp Bắc Minh tha cho anh ta một mạng. Diệp Bắc Minh bước tới như tử thần. Vạn Trường Thanh thấy dập đầu không có tác dụng, chỉ đành la lớn, cậu Diệp, chỉ cần cậu tha cho tôi sẽ nói cho cậu một bí mật của chiến trường Thái Cổ. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh dừng bước lại, nói nghe xem nào. Vạn Trường Thanh vô cùng vui mừng, như tóm được rơm giả cứu mạng, đại nhân, cậu biết Thái Cổ Kim Thư không? Diệp Bắc Minh ngoài ý muốn, Thái Cổ Kim Thư. Vạn Trường Thanh khá khiếp sợ, xem ra đại nhân đã biết đến vật này, tôi vốn còn muốn giải thích qua cho đại nhân về nó. Hiện giờ xem ra là không cần. Đại nhân, nhà họ Vạn chúng tôi đã phá giải được bí mật của Thái Cổ Kim Thư. Diệp Bắc Minh lại càng bất ngờ, gì cơ, một tờ Thái Cổ Kim Thư của nhà họ Vạn đâu? Vạn Trường Thanh vội vàng đáp, ở trong tay của lão tổ, nhưng lão tổ đã. Anh ta nhìn thoáng qua cho cốt của lão tổ nhà họ Vạn, đã hóa thành cho bụi. Diệp Bắc Minh vung tay một cái, một cơn gió mạnh thổi tan cho cốt của lão tổ nhà họ Vạn. Một trang sách vàng óng lẳng lặng nằm trên mặt đất. Một cỗ chân nguyên cuốn lên Thái Cổ Kim Thư, rơi vào trong tay Diệp Bắc Minh. Ngoài chữ viết bên trên ra, nó giống y như đúc tờ Thái Cổ Kim Thư trong tay anh, bí mật của Thái Cổ Kim Thư là gì? Vạn Trường Thanh liếc mắt nhìn Hạ Nhược Tuyết, đại nhân, tôi chỉ có thể nói bí mật này cho một mình cậu. Mời ngài ghé lại gần đây. Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua Hạ Nhược Tuyết, đưa tai tới gần Vạn Trường Thanh. Bí mật của Thái Cổ Kim Thư chính là... chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Thái Cổ Kim Thư là chìa khóa mở ra thần miếu. Thân thể Diệp Bắc Minh khẽ động, chìa khóa mở ra thần miếu. Trong chớp nhoáng này, Diệp Bắc Minh nghĩ tới rất nhiều thứ. Trong nháy mắt anh thất thần. Thằng chó hoang, mày đi chết đi. Vạn Trường Thanh đột nhiên vùng lên. Trong tay anh ta nhiều thêm một dao găm màu vàng kim, chém về phía yết hầu của Diệp Bắc Minh. Thân thể của hai người gần như sát vào nhau, hoàn toàn không có chỗ tránh né. Chấm chấm chấm. Chợt thấy dao găm màu vàng sắp sửa chém nứt cổ Diệp Bắc Minh. Lạch cạch. Diệp Bắc Minh lại có thể dùng một góc độ vô cùng kỳ lạ, lập tức nắm chặt dao găm trong tay Vạn Trường Thanh. Máu tươi tí tách chảy ra. Mày.
Sắc mặt Vạn Trường Thanh hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, vừa vặn đối diện với cặp mắt không có tình cảm kia. Cánh tay anh ta điên cuồng dùng sức, muốn bẻ gãy ngón tay Diệp Bắc Minh, chém rơi đầu của anh. Dao găm sắc bén cạch 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 kẹt giữa khe hở của xương cốt. Phát ra âm thanh khiến da đầu người ta tê dại. Giọng nói như tử thần vang lên, ban đầu tôi vốn có thể để lại cho anh toàn thây. Vạn Trường Thanh bị dọa sợ, nằm dạp trên mặt đất như một con chó chết, đại nhân, tôi biết sai. Vèo, vèo, vèo. 13 cây kim châm rơi xuống, chui vào trong cơ thể Vạn Trường Thanh. Trong đầu hiện lên cảnh địa ngục, hàng tỷ tỷ con ác quỷ đánh úp lại. Á! Vạn Trường Thanh phát ra tiếng kêu vô cùng hoảng sợ, thế mà bị dọa chết tươi. Diệp Bắc Minh quay người, đi đến trước mặt Hạ Nhược Tuyết, em ăn những viên đan dược này vào trước đi đã, chúng có thể chữa trị vết thương của em. Hạ Nhược Tuyết nhợt nhạt mỉm cười, may mắn có anh, nếu không phải anh đến kịp thì hậu quả khó mà lường được. Nhìn Hạ Nhược Tuyết nuốt đan dược xuống. Đôi mắt Diệp Bắc Minh híp lại, cô vốn không phải là Nhược Tuyết, tôi nói có đúng không? Nụ cười của Hạ Nhược Tuyết cứng lại, anh đang nói gì đó? Đừng đùa chứ, Bắc Minh, em chính là Hạ Nhược Tuyết mà. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết, đừng giả vờ nữa, thần nữ Túc Hoàng. Cậu! Hạ Nhược Tuyết giật mình, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Nhanh chóng lùi lại, muốn chạy ra khỏi cung điện bằng đá. Diệp Bắc Minh lập tức nắm lấy cổ tay của bà ta, muốn đi. Mau cút ra khỏi cơ thể của Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết đột nhiên mỉm cười, không hề có ý định phản kháng. Bà ta lộ ra một biểu cảm hoàn toàn khác với Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh, thật không ngờ đã bị cậu nhìn ra. Bản thân nữ rõ ràng trốn rất kỹ, vì sao cậu vẫn nhìn ra được? Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, tôi nói một lần cuối cùng, cút ra khỏi thân thể của Nhược Tuyết. Nếu không, tôi cam đoan sẽ khiến thần hồn của bà mai một. Ha 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 ha. Hạ Nhược Tuyết cười to, thần hồn mai một, cậu thử xem đi nào. Tình huống hiện tại đã khác xa dĩ vãng rồi, lúc trước tôi ở trong thân thể Tôn Thiến vì muốn đoạt xá con gái của cậu. Đáng tiếc, cô bé có ma huyết bảo vệ thân thể, cho nên tôi dứt khoát di chuyển mục tiêu. Hạ Nhược Tuyết này là thể kiếm tâm, thiên phú chữa trị lại không tệ. Hiện tại tôi gần như đã dung hợp 1/3 thân xác của cô ta. Cậu khiến thần hồn của tôi biến mất, Hạ Nhược Tuyết sẽ chết theo đó. Sau khi nói xong, Hạ Nhược Tuyết lộ ra biểu cảm nghiền ngẫm. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm đến cực hạn, tháp nhỏ, bà ta nói sự thật à. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, bà ta không lừa cậu, nhìn trạng thái của Hạ Nhược Tuyết, thần hồn của thần nữ Túc Hoàng quả thực đã chiếm cứ một bộ phận cơ thể của cô ấy. Hơn nữa còn nắm giữ địa vị chủ đạo. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trở nên kỳ dị, nhóc, cảnh giới của Hạ Nhược Tuyết quá thấp, thần hồn quá yếu. Chỉ có thể đánh thức ý thức của Hạ Nhược Tuyết, nếu không thần hồn của Hạ Nhược Tuyết sẽ từ từ biến mất. Sắc mặt Diệp Bắc Minh rất khó coi, vậy giờ tôi phải làm sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, để Hạ Nhược Tuyết cảm nhận được sự tồn tại của cậu, dùng cách gì thì xem chính cậu. Diệp Bắc Minh suy tư, tôi biết làm thế nào rồi. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, anh cắt đứt liên hệ với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Một giây sau, vèo. Một cỗ ma khí ngập trời tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh, chắn lại cửa lớn của điện đá. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết thay đổi, cậu. Cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh tiến lên, ôm chặt lấy vòng eo thon của Hạ Nhược Tuyết. Giọng của Hạ Nhược Tuyết biến thành giọng của thần nữ Túc Hoàng, thân thể bà ta khẽ run lên, Diệp Bắc Minh, cậu, đừng có mà làm loạn. Diệp Bắc Minh lạnh lẽo nói, thần hồn của bà mau cút ra khỏi thân thể của Nhược Tuyết đi. Nhược Tuyết, em mau tỉnh lại. Quát khẽ một tiếng, Diệp Bắc Minh lại gần Hạ Nhược Tuyết. Cậu dám, tôi là thần nữ. Khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết biến sắc. Lần trước, ở trong cơ thể Tôn Thiến. Chẳng lẽ bây giờ ở trong thân thể Hạ Nhược Tuyết, lại phải? Xin cậu, đừng! Thần nữ Túc Hoàng cầu xin, rốt cuộc cảm thấy luống cuống. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, chiến trường Thái Cổ, chỗ sâu trong thần miếu.
một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng. Bề ngoài, khí chất, da thịt, ngũ quan của bà ta đều là tồn tại đứng đầu nhất. Dù nhìn khắp toàn bộ thế giới cao võ và thánh vực, e rằng cũng không tìm ra được một người phụ nữ nào sánh bằng. Người này chính là một phần bản thể của tàn hồn thần nữ Túc Hoàng. Thần hồn của thần nữ Túc Hoàng bị nhốt trong thần miếu, bà ta rất vất vả mới đưa được một sợi thần hồn ra khỏi thần miếu, tìm kiếm cơ hội cứu vớt bản thể thần hồn. Giờ phút này, gương mặt xinh đẹp vốn bình tĩnh của thần nữ Túc Hoàng chợt trở nên đỏ bừng. Lông mày lúc xoắn lúc giãn. Đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra, mơ màng mang theo sự tức giận, Diệp Bắc Minh, cậu đáng chết. Liên hệ giữa thần hồn khiến bà ta chẳng khác nào tự mình cảm nhận. Nửa giờ sau, loại cảm giác này cuối cùng cũng dừng lại. Thần hồn của thần nữ Túc Hoàng phát ra âm thanh vừa uy nghiêm vừa giận dữ, Diệp Bắc Minh, cậu dám khinh nhờn bản thần nữ. Tôi thề, nhất định phải giết cậu. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, chỗ sâu nhất của chiến trường Thái Cổ. Trong phế tích của một kiến trúc cổ xưa. Hình như có thứ đồ vật gì đó giáng từ trên trời xuống, đập ra một cái hố kinh khủng trên mặt đất cứng rắn. Ở khu vực trung tâm của mảnh phế tích này, một tòa thần miếu vô cùng đen nhánh đứng sừng sững. Đột nhiên, một đám người mặc quần áo thống nhất chạy tới hiện trường, chính là người của Thánh Tông. Khuôn mặt già nua không gợn sóng của Đoàn Thiên Đức rung động, đến, cuối cùng đã đến rồi. Đây chính là thần miếu sao? Thật là quá hùng vĩ. Thế giới Thái Cổ bị hủy diệt chính bởi vì tòa thần miếu này, đến cùng thì nó có bí mật gì? Ánh mắt mọi người Thánh Tông nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm kiến trúc cổ xưa đằng trước. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, sư huynh, anh vẫn tới đây. Đôi mắt Đoàn Thiên Đức đọng lại, 1 triệu năm rồi, các cậu còn muốn ngăn cản tôi sao? Một giây sau, 99 bóng người xuất hiện, ngăn cản phía trước thần miếu. Chấm chấm. Chấm chấm. Đoàn Thiên Đức đứng chắp tay, khẽ lắc đầu, 99 người các cậu cộng lại cũng không phải là đối thủ của lão phu. Tránh ra. Sắc mặt người đỡ đầu lạnh lẽo, đại sư huynh, anh đừng u mê không tỉnh. Đoàn Thiên Đức cười lạnh, một đám bại tướng mà cũng dám ngăn cản lão phu. Nếu các cậu không biết điều, lão phu chỉ có thể hy sinh vì việc lớn. Cánh tay Đoàn Thiên Đức nhấc lên, một luồng hơi thở điên cuồng bộc phát, lao thẳng đến 99 người phía trước. Cuộc chiến hết sức căng thẳng. Chấm chấm. Chấm chấm. Cùng lúc ấy, chỗ sâu trong thần miếu. Thần nữ Túc Hoàng rốt cuộc không chịu nổi, trước khi bị thương thì bà ta vẫn là tấm thân xử nữ. Cảm giác mà liên hệ thần hồn truyền tới khiến bà ta gầm nhẹ ra tiếng, Diệp Bắc Minh. Cậu thắng. Bản thần nữ nhất định sẽ chém cậu thành trăm ngàn mảnh. Lời nói vừa dứt, bà ta cắt đứt liên hệ với tàn hồn bên trong cơ thể Hạ Nhược Tuyết. Loại cảm giác kỳ quái kia mới hoàn toàn biến mất. Chấm chấm chấm. Bắc Minh. Bên trong cung điện bằng đá, đôi mắt Hạ Nhược Tuyết dần trở nên minh mẫn. Diệp Bắc Minh dừng lại, Nhược Tuyết, em đoạt lại quyền khống chế rồi. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết đỏ bừng, gật đầu, thần hồn của bà ta đã biến mất, tự chủ động tiêu diệt. Cái gì cơ? Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, chủ động tiêu diệt, kỳ quái. Hạ Nhược Tuyết trừng mắt nhìn anh, vậy mà anh lại dùng cách đó. Diệp Bắc Minh cười gượng, đổi chủ đề, đúng rồi, sao em lại đến đây thế? Hạ Nhược Tuyết không giấu giếm, sư phụ giao cho em một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm mộ phần của cường giả Thái Cổ. Ở nơi đó có truyền thừa kiếm đạo của cường giả Thái Cổ. Cô ấy chuyển mắt nhìn vào thanh kiếm ẩm huyết trong cung điện bằng đá kia. Diệp Bắc Minh đã chú ý tới thanh kiếm này từ lâu rồi. Cả người nó đỏ rực. Ký hiệu màu đỏ tỏa sáng chói lói trên đó. Kiếm ý hùng mạnh ẩn giấu trong nó kèm theo khí tức đầy kinh sợ. Hạ Nhược Tuyết bước tới chỗ kiếm ẩm huyết rồi tóm lấy nó. Xoẹt! Một tia kiếm khí đỏ rực như máu chém vào đầu Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nghiêng người né chiêu, cơ thể cong lại, ôm chặt kiếm ẩm huyết. Dầm! Luồng khí mạnh mẽ lan ra đẩy Hạ Nhược Tuyết lùi ra xa.
rồi nó hóa thành một tia sáng đỏ như máu. Vút! Bay ra ngoài cung điện bằng đá. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, dám làm Nhược Tuyết bị thương hả? Chán sống rồi. Anh đuổi theo nó, khống chế kiếm ẩm huyết. Lực lượng hùng hậu truyền tới, kiếm ẩm huyết giãy giụa kịch liệt, chém một đường kiếm quang đỏ thẫm như máu về phía điểm yếu của Diệp Bắc Minh. Anh cười khẩy, không hề do dự rút kiếm càn khôn chấn ngục ra. Đinh, kiếm vừa ra đúng lúc đỡ được đòn kiếm quang kia. Giọng nói lạnh như băng vang lên, cho mày cơ hội cuối cùng, một là phục tùng Nhược Tuyết. Hai là hủy diệt. Đùng. Kiếm ẩm huyết vô cùng kiêu ngạo không hề có ý phục tùng bất kỳ ai. Diệp Bắc Minh vung kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống, vậy mày hủy diệt đi. Ngay sau đó. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, kiếm ẩm huyết chủ động gấp khúc. Nó cúi đầu giống như con người. Khí tức phản kháng trên thân nó mất sạch. Nó đã lựa chọn phục tùng. Cút qua kia nhận chủ đi. Diệp Bắc Minh quát to. Kiếm ẩm huyết bay tới chỗ Hạ Nhược Tuyết rồi lơ lửng giữa không trung. Hạ Nhược Tuyết trừng to mắt, anh, sao anh làm được thế? Diệp Bắc Minh mỉm cười ra vẻ bí ẩn, đây là bí mật, Nhược Tuyết, mau cho thanh kiếm kia nhận chủ đi. Kiếm càn khôn chấn ngục là vua của mọi thanh kiếm, chỉ là một thanh kiếm ẩm huyết nào có thể chịu nổi khí tức của nó chứ? Được. Hạ Nhược Tuyết không hỏi gì thêm. Cô ấy nhỏ một giọt máu lên thân kiếm ẩm huyết. Ngoài thần miếu, Tần Hồng Bân dẫn theo người nhà họ Tần tới đây. Lúc này, người tu võ tập trung càng lúc càng nhiều hơn. Một vài gương mặt thân quen đều đã chạy tới. Vạn huyết kiếm chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên. Quỷ mẫu Bạch Liên, phu nhân Hợp Hoan. Lão tổ nhà họ Diệp khoan thai dẫn người nhà họ Diệp tới. Bọn Nhan Như Ngọc và Diệp Tiêu Tiêu cũng đã có mặt. Bọn họ kinh ngạc nhìn thần miếu màu đen ngay trước mắt mình. Đây chính là thần miếu trong truyền thuyết ư. Trong đó ẩn chứa bí mật gì đây? Là Đoàn Thiên Đức, có người ngăn ông ta tiến vào thần miếu à? Mọi đứng đằng xa quan sát trận chiến. Khí tức cuồn cuộn trông giống hệt như tận thế. Không một ai dám tới gần. Một tiếng sau. Trận chiến khủng khiếp ấy dần đi đến hồi kết. Đoàn Thiên Đức vung tay hất văng người cuối cùng ra, sư đệ, các người thua rồi. 1.000.000 năm trôi qua mà các người lại không tiến bộ chút nào sao? Hầy! 99 vị cường giả thượng cổ đều đã bị trọng thương. 99 người liên thủ vẫn không phải là đối thủ của Đoàn Thiên Đức. Lão Tổ, vô địch! Lão Tổ mạnh nhất thiên hạ! Người của Thánh Tông hò hét. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Đoàn Thiên Đức bước ra rồi đi tới trước cửa thần miếu. Ông ta đặt tay lên cánh cửa thần miếu màu đen đó rồi quát to, mở cho tôi. Ầm ầm, cánh cửa thần miếu đáp lại ông ta bằng cách mở ra. Gương mặt già nua của Đoàn Thiên Đức đỏ bừng vì kích động, thần miếu, tôi về rồi. Xong ông ta từ từ bước vào đó. Thần miếu mở ra kìa. Còn đợi gì nữa, mau vào thôi. Người tu võ còn lại thấy thế bèn lũ lượt chạy vào cánh cửa thần miếu như ong vỡ tổ. Giáo phụ quát to, bảo vệ thần miếu. Vâng. 99 vị cường giả thái cổ cố gắng kìm nét vết thương trầm trọng trên người mình, ngăn cản mọi người ùa vào thần miếu. Sâu trong thần miếu. Thần nữ Túc Hoàng hân hoan nói, có người mở cửa thần miếu ra rồi à? Thật may quá. Bà ta không hề do dự bóp nát ngọc bội. Truyền tin tức này ra ngoài. Thế giới Tam Thiên, trong một thần điện cổ xưa. Một cười thanh niên bỗng mở to mắt, vui sướng nói, khí tức của Hoàng Nhi vẫn còn sống. Sau đó, người thanh niên nắm chặt tay. Những ký hiệu thần bí xuất hiện đầy trời rồi tụ tập lại một chỗ. Người thanh niên nhướng mày, đại lục thái cổ ư, chẳng phải đại lục đó đã bị diệt vong ở trận chiến năm ấy rồi hay sao? Thần hồn của Hoàng Nhi lại lưu lạc đến tận đó chẳng trách nhiều năm qua vẫn không tìm thấy. Nhưng mà không sao cả, Hoàng Nhi, anh sẽ đến cứu em. Người thanh niên bước ra, khung cảnh xung quanh thay đổi. Bỗng một cái quảng trường rộng lớn xuất hiện từ hư không. Phía trước là một truyền tống trận cổ xưa đang khởi động.
Cậu chủ, sao người lại đến đây thế? Hai ông lão bước tới quỳ gối. Người thanh niên đứng trước truyền tống trận, đến thế giới thái cổ với tôi. Hai ông lão nhìn thoáng qua nhau, thầm nghĩ, chẳng phải thế giới thái cổ đã hủy diệt từ lâu rồi sao? Cậu chủ đến đó làm gì? Nhưng mà cả hai đều không dám nhiều lời, vâng ạ. Hai người họ bước lên truyền tống trận rồi biến mất. Ngoài thần miếu, mặt già của Tần Hồng Bân đen kịt, tại sao các người ngăn không cho chúng tôi vào hả? Đừng tưởng rằng các người là cường giả thái cổ nên chúng tôi không dám giết. Còn dám cản đường thì đừng trách bọn tôi không khách khí. Vô số người tu võ đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thần miếu. Truyền thuyết nói rằng trong đó có thần khí thái cổ. Có võ kỹ siêu đẳng. Cũng có đan dược giúp người tu võ trường sinh bất lão. Giáo phụ cầm một thanh kiếm dài màu đen, kẻ nào dám tới gần thần miếu, chết. Ông! Những người tu võ ở đây e dè nhìn giáo phụ. Vừa rồi bọn họ còn tính thừa lúc 99 vị sư phụ của Diệp Bắc Minh trọng thương mà xông vào thần miếu. Nhưng rồi lại phát hiện mình chả phải là đối thủ của 99 người kia. Bọn họ nhìn nhau, thương lượng nên tiến vào thần miếu kiểu gì. Không gian bỗng chấn động kịch liệt, một khe nứt không gian xuất hiện, ba người bước ra khỏi đó. Một người thanh niên và hai ông lão. Ánh mắt người thanh niên trầm xuống, Hoàng Nhi đang ở ngay đây. Đi thôi. Bọn họ không quan tâm mọi người mà đi thẳng tới chỗ lối vào thần miếu. Giáo phụ quát to, bất kỳ ai cũng không được tiến vào thần miếu. Người thanh niên kia nhíu mày, đồ rác rưởi mà cũng dám cản đường tôi à? Ai dám cản đường tôi, đều phải chết. Hai ông lão đằng sau gật đầu, vâng thưa cậu chủ. Bóng người họ chợt lóe, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt giáo phụ. Bàn tay gầy gò đâm xuyên qua ngực giáo phụ, nắm chặt trái tim ông ta. Bùm, trái tim giáo phụ vỡ nát. Giáo phụ trừng to mắt, các người, không phải là người của thế giới này. Ông lão gầy gò chế nhạo nói, bây giờ mới biết à. Quá muộn rồi. Lão già kia tung chảo, đầu giáo phụ tan nát. Cơ thể ngã thẳng xuống đất. Sư huynh. Hai mắt vô tàn sát đỏ ngầu, gào lên, ông dám giết sư huynh của tôi. Rồi ông ta xông lên như dã thú, khí tức khát máu tàn sát sôi trào. Lão già gầy gò kia cười cợt, chao ôi, khí tàn sát à. Sợ quá ta. Lão già kia đưa nắm đấm lên, một luồng sức mạnh khổng lồ ngưng tụ. Phụt. Cơ thể của vô tàn sát nổ tung hóa thành máu loãng bay đầy trời. Sư huynh tàn sát. Kiếm chủ bất diệt tức sùi bọt mép, cầm thần kiếm lên đánh trả, lực lượng vô tận bùng nổ. Một nhát kiếm kinh hồn chém ra. Lão già gầy gò kia hờ hững nhìn, loại kiếm khí này giết người được à? Lão già kia dùng hai ngón tay kẹp chặt thần kiếm của kiếm chủ bất diệt rồi gập nó lại. Keng, thần kiếm vỡ thành vô số mảnh. Kiếm chủ bất diệt vô cùng sợ hãi, không thể nào. Lão già gầy gò kia kiêu ngạo nói tiếp, lũ kiến hôi không biết điều kia, xem kiếm khí của lão phu đây. Lão già kia chỉ một ngón tay, một tia sáng đỏ thẫm bắn ra từ đầu ngón tay. Phụt! Đầu kiếm chủ bất diệt bị đục một lỗ rồi ngã xuống. Sư đệ bất diệt! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Đan đế bất hủ, thiên thần điện chủ, thánh hoàng, độc đế và long huyết chiến thần tức giận run người. Giết bọn chúng báo thù cho sư huynh, sư đệ. 90 mấy người đồng loạt ra tay, một luồng lực lượng hủy diệt đất trời ập tới. Lão già gầy gò kia nhìn vào đồng đội bên cạnh mình, dương cằm bình thản nói, lão Phương à, ông xem lũ kiến hôi kia kìa, thật đúng là chán sống cả rồi. Lão Phương thản nhiên lắc đầu đáp, bọn họ muốn chết thì cho họ toại nguyện đi. Đừng làm phiền chuyện của cậu chủ. Cũng đúng. Vậy, lão già gầy gò kia mỉm cười, giết sạch hết đi. Lão Phương mỉm cười, chẳng qua là giết nhiều quá thì không có ý nghĩa gì hết, hay là so thử xem ai giết nhiều hơn nhanh hơn. Tôi cũng có ý đó. Lão già gầy gò gật đầu, trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, hai ông lão kia bỗng bùng nổ sức mạnh. Á! Sư đệ, chạy mau! Sư huynh! Tôi thà hy sinh với ông chứ không bao giờ bỏ chạy.
Lão già gầy gò cười khẩy, yên tâm đi, các người tình sâu nghĩa nặng đấy, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Lão Phương lạnh lùng nhìn, nói nhảm với lũ người chết này làm gì? Giết! Ngoài thần miếu, máu tươi bay đầy trời, từng vị sư phụ một hy sinh. Trận chiến kéo dài khoảng 15 phút. 15 phút sau, lão già gầy gò và lão Phương đứng trước cửa vào thần miếu. Dưới bậc thang thần miếu la liệt xác chết. Cậu chủ, chúng ta có thể vào rồi. Người thanh niên kia không hề do dự bước vào thần miếu. Hai ông lão kia theo sát đằng sau. Ngoài thần miếu ồn ào huyên náo. Ba người kia là ai thế? Đó đều là cường giả thái cổ đấy. Chết rồi, tất cả chết hết rồi. Tần Hồng Bân sợ hãi cúi đầu, may quá, may là bọn họ không giết chúng ta. Vạn huyết kiếm chủ nuốt nước miếng, bọn họ đều là cường giả thái cổ đấy. Cơ thể già nua của Phó Thương Long run rẩy, không. Không thể nào. Huyết thí thiên sợ run người. Quỷ mẫu Bạch Liên suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt phu nhân Hợp Hoan trắng bệch. Người của đế tộc vừa đuổi tới, thấy xác chết la liệt khắp mặt đất. Đế Khởi La ngơ ngác, bọn họ đều là sư phụ của anh Diệp ư. Nhan Như Ngọc chết lặng, nếu cậu ta biết chuyện này, chắc sẽ nổi điên mất. Mắt Diệp Tiêu Tiêu đỏ bừng, cái chết của những tiền bối ấy thật đáng tiếc. Tất cả sư phụ đều bị tra tấn đến chết, nếu nhóc Diệp biết chỉ sợ phát điên mất. Trong đám đông có người hỏi, giờ làm sao đây? Chúng ta còn vào thần miếu nữa không? Tiến vào làm gì nữa, mau chạy thôi. Ba người kia rất đáng sợ, cường giả thái cổ đều đã chết, giờ chúng ta chui vào đó chính là đi tự sát. Đúng đấy, chạy mau. Rất nhiều người tu võ trận tự rút lui. Chấm chấm chấm. 15 phút trước, trong cung điện đá kia. Nhẫn chứa vật của Diệp Bắc Minh bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Anh nhắm mắt suy nghĩ. Bản đồ long mạch của thế giới Tam Thiên hiện lên trước mắt anh, mấy nghìn ngôi sao tạo thành một tấm bản đồ hình rồng. Mỗi một ngôi sao tượng trưng cho một đại lục. Lúc này, một ngôi sao trong đó sáng rực. Tiểu tháp, chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, ngôi sao đang tỏa sáng kia chắc là chiến trường thái cổ, nhóc à, cậu có nhận ra không? Ngôi sao đại diện cho chiến trường thái cổ luôn u tối không chút ánh sáng. Nhưng bây giờ nó lại tỏa sáng rực rỡ, đã có người mở con đường từ thế giới bên ngoài vào chiến trường thái cổ rồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, ý ông là có người ở thế giới cao cấp hơn đến đây à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời một cách chắc chắn, chắc là vậy rồi. Có lẽ, có quan hệ gì đó với lai lịch của tôi. Lòng Diệp Bắc Minh chợt nghĩ tới gì đó bèn hỏi, tiểu tháp, ông tới từ thế giới Tam Thiên à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc một lát rồi mới trả lời, chắc là thế. Bỗng nhiên, trái tim Diệp Bắc Minh lạc nhịp, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Sau đó, anh hét thảm thiết, thần ma chi nhãn chủ động xuất hiện ở mi tâm. Trước mắt anh đỏ thẫm, con mắt đó chảy một hàng nước mắt máu. Trong huyết quan ấy, Diệp Bắc Minh nhìn thấy 99 người lần lượt hy sinh. Sư phụ, không. Diệp Bắc Minh đau thương gào lên, rồi lao ra khỏi cung điện bằng đá như phát điên. Tiểu tháp, tìm kiếm khí tức của sư phụ cho tôi, nhanh. Nhanh, nhanh lên đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nào dám lề mề, ông ta chưa bao giờ thấy Diệp Bắc Minh phát điên như thế. Một lát sau, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc à, khí tức của 99 sư phụ đều đã biến mất. Cái gì? Lòng Diệp Bắc Minh như chìm xuống vực thẳm, không thể nào, sư phụ tôi là cường giả thái cổ mà. Bọn họ không thể chết, không thể chết được. Ảnh thuấn, ảnh thuấn. Diệp Bắc Minh điên cuồng la hét, liên tục thi triển ảnh thuấn. Long tích sau lưng anh sáng lên, cuồn cuộn bổ sung chân nguyên. Một tiếng sau, anh đã chạy ra ngoài thần miếu. Cảnh tượng phía trước khiến trái tim Diệp Bắc Minh như bị bóp nghẹt. Trước mắt anh đều là thi thể của các sư phụ. Sư phụ! Diệp Bắc Minh gào lên rồi xông tới như một con chó điên. Rầm! Ma khí sau lưng anh dâng lên ngút trời, lan ra ngoài như sóng thần. Cậu ta tới rồi!
vô số ánh mắt trầm xuống, đổ dồn vào người Diệp Bắc Minh. Bọn họ thấy Diệp Bắc Minh bước từng bước xuống bậc cầu thang thần miếu, rồi quỳ mạnh xuống đất, sư phụ. Không. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu ngập tơ máu. Lúc này, anh rơi vào trạng thái cuồng loạn, thần hồn chấn động kịch liệt. Có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Nhan Như Ngọc bước tới khuyên, Diệp Bắc Minh, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Diệp Bắc Minh nắm chặt cổ tay Nhan Như Ngọc chất vấn, là ai làm hả? Nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai làm? Nhan Như Ngọc lắc đầu nói, là một người thanh niên và hai ông lão. Tôi chưa từng gặp bọn họ nhưng thực lực của bọn họ rất đáng sợ. Các sư phụ của cậu ngăn bọn họ tiến vào thần miếu nên đã bị sát hại. Khốn kiếp! Diệp Bắc Minh vô cùng phẫn nộ, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay, sư phụ, con sẽ đi báo thù cho mọi người. Đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt vang lên, hóa ra mày chính là đệ tử của lũ kiến hôi đó à? Chậc, mày phẫn nộ lắm nhỉ? Thật đáng tiếc, mày chỉ là một con kiến hơi mạnh chút mà thôi. Cho dù mày tức giận thì sao chứ? Con kiến bé nhỏ có thể lật đổ voi hay sao? Soạt! Đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Bắc Minh nhìn sang lối vào thần miếu. Ở đằng đó, một người thanh niên và hai lão già bước tới. Phía sau ba người họ là một cô gái khoác áo choàng màu lam. Đó là thần hồn của thần nữ Túc Hoàng. Là các người giết sư phụ của tôi, chết hết đi. Diệp Bắc Minh gào lên, cơ thể lao tới như bom như đạn, tiểu tháp, bùng nổ sức mạnh cho tôi. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm vang lên, sức mạnh trong tháp càn khôn chấn ngục bùng nổ. Cùng lúc đó, long tích sau lưng Diệp Bắc Minh sáng lên. Hơn 10 long mạch cùng bùng nổ sức mạnh. Cái gì? Lão già gầy gò và lão Phương hoảng sợ. Người thanh niên kia trầm ngâm quan sát rồi lạnh giọng nói, giết. Vâng thưa cậu chủ. Lão già gầy gò và lão Phương gật đầu bước ra. Bọn họ đứng chắn trước người thanh niên kia, đúng lúc kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống. Rầm, rầm. Lão già gầy gò vào lão Phương đều bay phát ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, mày. Sao thằng nhãi này có thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Người thanh niên hít mắt, thằng nhãi kia có lai lịch gì? Thần nữ Túc Hoàng kia hơi kinh ngạc. Ngay khi bọn họ ngạc nhiên trước biểu hiện của Diệp Bắc Minh, anh lại nhanh chóng thi triển ảnh thuấn. Ngay sau đó, anh xuất hiện trước mặt lão già gầy gò kia, trên người ông đã dính máu của sư phụ tôi, chết đi. Gan mày to thật đấy. Lão già gầy gò kia ngẩn ngơ, không ngờ rằng lá gan của Diệp Bắc Minh lại to như vậy, còn dám lao vào chỗ mình sao? Lão già kia nhe răng cười, tung chảo vào đầu Diệp Bắc Minh, đồ kiến hôi, lão phu cào nát đầu sư phụ mày như thế đấy. Lửa giận trong Diệp Bắc Minh dâng ngút trời, ông giết sư phụ của tôi muốn giết cả họ nhà ông. Kiếm càn khôn chấn ngục chém mạnh xuống tay lão già kia, cánh tay lão ta tan tành. Lão già gầy gò sững sờ, một cơn đau thấu xương truyền tới, á. Đồ súc sinh, mày dám chém một tay của lão phu hả? Cho dù 99 sư phụ của mày chết hết cũng thua xa một cọng lông của lão phu. Con mẹ mày dám chém một tay của lão phu. Lão ta giận dữ gầm lên, mày cũng chết đi. Tay trái lão ta tung ra một quyền nhắm thẳng vào ngực Diệp Bắc Minh. Áo giáp Hắc Long chủ động kích hoạt phòng ngự, giảm bớt một phần sức mạnh của đòn đánh. Dù vậy Diệp Bắc Minh vẫn phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh lùi vài chục bước. Đùng! Anh cố kìm nén cơn đau, giẫm chân lao tới. Ma khí sau lưng anh cuồn cuộn, long mạch gào thét. Kiếm thứ hai chém xuống. Lão già gầy gò kinh hãi, đồ súc sinh, mày không sợ chết à? Lão ta biết sức mạnh của kiếm càn khôn chấn ngục đáng sợ thế nào nên đã lùi về sau một chút. Tôi sợ con mẹ ông. Diệp Bắc Minh đuổi theo ông ta như con chó điên, chết cho tôi. Đôi mắt lão Phương tỏa sát ý ngùn ngụt, lão ta bước lên định đánh lén từ bên cạnh. Lão ta chém một đao về phía Diệp Bắc Minh. Rầm. Lưỡi đao chạm vào áo giáp Hắc Long, Diệp Bắc Minh bị đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Tháp càn khôn chấn ngục hãi hùng, nhóc à, cậu điên rồi à.
Cậu liều mạng quá đó. Thực lực của bọn họ vượt xa cảnh giới chân linh, đạt tới cảnh giới siêu phàm rồi. Cảnh giới của cậu quá thấp mà thực lực của bổn tháp còn chưa khôi phục hết. Bây giờ, cho dù bổn tháp bùng nổ hết tất cả sức mạnh của cậu thì bọn họ vẫn có thể chặn lại được. Bổn tháp kiến nghị chuồn là thượng sách. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, không thể nào. Tiểu tháp, bọn họ đã giết sư phụ của tôi. Nếu không có 99 sư phụ thì nào có Diệp Bắc Minh tôi ngày hôm nay. Một ngày làm thầy cả đời làm bố. Thù này không báo, Diệp Bắc Minh tôi thể không làm người. Giết! Diệp Bắc Minh điên cuồng xông lên. Mặt mày lão già gầy gò và lão Phương tối sầm, gầm to, đồ rác rưởi, mày đúng là không sợ chết mà. Nếu đã vậy thì để lão phu cho mày mãn nguyện. Khí thế hai người họ bỗng tăng vọt, khủng khiếp hơn vừa rồi gấp mấy lần. Cho dù Diệp Bắc Minh đã chặt đứt một cánh tay của lão già gầy gò thì hai người kia vẫn không hề chùn bước tấn công vào Diệp Bắc Minh. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới siêu phàm. Dưới cảnh giới siêu phàm tất cả mọi cảnh giới đều là kiến hôi. Hai người một trái một phải lao tới trước mặt Diệp Bắc Minh, vũ khí trong tay tỏa sáng sắc lạnh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc à, chuồn thôi. Cậu không giết được chúng đâu. Lão già gầy gò kia giữ tợn nói, mày chết đi. Diệp Bắc Minh cười rộ lên như tử thần, ha 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 ha, kẻ phải chết là chúng bây. Long mạch, nổ cho tôi. Dứt lời, 20 long mạch lao ra khỏi long thích sau lưng Diệp Bắc Minh rồi nổ tung. Cái gì? Tự bạo long mạch ư? Thằng nhóc đó điên rồi à? Đám người tu võ đang đứng đằng xa quan sát trận chiến ngẩn ngơ đứng nhìn. Bọn Tần Hồng Bân, Diệp Nguyệt Thiền, lão tổ nhà họ Diệp, Nhan Như Ngọc và Diệp Tiêu Tiêu kinh hãi. Long mạch nổ tung. Luồng sức mạnh hủy diệt bùng nổ chui vào kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Phụt. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục sáng lên, nó như có sự sống đâm xuyên trái tim của lão già gầy gò kia. Rầm. Lão ta bị găm trên thanh kiếm bay ra xa vài trăm mét rồi ghim trên vách tường thần miếu màu đen. Á! Cứu tôi, cứu tôi. Lão già gầy gò kinh hoàng biến sắc, hoảng hốt cầu cứu. Lão Phương run rẩy, nhóc con, mày dám. Lão ta nhanh chóng chạy qua giúp lão già gầy gò kia. Diệp Bắc Minh nắm chặt ngón tay, nổ. Ầm. Lực lượng trong kiếm Càn Khôn Trấn Ngục bùng nổ, cơ thể lão già gầy gò kia nổ tung, máu bay đầy trời. Ôi. Người võ giả ở đây sợ vỡ mật. Thật đáng sợ. Lão Phương suýt nữa tức chết, á, người anh em, đừng mà. Cơ thể thần nữ Túc Hoàng khẽ run, thằng nhóc này có thiên phú chiến đấu thật đáng sợ. Cậu ta có thể vận dụng thuần thục tất cả mọi nguồn lực mình có. Tự bạo long mạch sao, thủ đoạn và khí phách nhường đó còn ai có thể địch lại. Vẻ mặt người thanh niên kia tĩnh lặng như nước, vô cùng âm u. Rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, lão Phương, giết. Lão Phương gầm đau thấu tận xương tủy, mày giết anh em của tao, lão phu phải rút thần hồn của mày ra rồi nhốt vĩnh viễn trong biển lửa. Diệp Bắc Minh cười như sấm rền, trong cơ thể tôi còn 20 mấy long mạch nữa, hôm nay tôi sẽ cho ông mở mang kiến thức. Sau khi long mạch tự bạo hết liệu có thể giết chết được ông hay không đây? Chân anh dẫm mạnh. Tất cả long mạch lao ra khỏi cơ thể rồi tập trung lại một chỗ. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm khủng khiếp vang lên, 20 mấy long mạch thiêu đốt hừng hực. Một luồng khí tức hủy diệt ập tới, chui vào kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Tất cả mọi người trừng mắt, không dám tin nhìn vào mắt mình. Mày điên rồi. Lão Phương biến sắc, xoay người tháo chạy, tự bảo tất cả long mạch thì chính mày cũng chết. Tần Hồng Bân kinh hoàng nhảy lên, điên rồi, cậu ta điên rồi. Tự bạo tất cả long mạch, cậu ta không định chừa cho mình đường lui luôn. Diệp Bắc Minh đuổi sát theo sau, lão già kia, ông chạy cái gì? Lão Phương quay đầu lại. Diệp Bắc Minh đỏ mắt đuổi tới, đến đây giết tôi đi. Lão Phương hãi hùng, mày, quát con, mày. Ngay khi lão ta mất tập trung. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ngay trước mặt Lão Phương, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục hùng dũng chém xuống. Lão Phương biết kiếm kia đáng sợ nhường nào bèn xoay người tháo chạy. Ảnh Thuấn,
anh nhanh chóng đuổi theo Lão Phương. Kiếp càn khôn chấn ngục bay tới như sao xẹt, đâm xuyên qua cơ thể của Lão Phương. Á! Lão Phương hoảng hốt kêu la. Một giọng nói như của thần chết vang lên, nổ cho tôi. Phụt! Máu thịt nổ tung. Tất cả mọi người lặng thinh. Ai nấy đầy hoảng hốt nhìn Diệp Bắc Minh, mọi chuyện quả thật đã khiến bọn họ hãi hùng. Diệp Nguyệt Thiền kinh ngạc, thiên phú của cậu ta còn khủng khiếp hơn của bố mình nữa. Nhan Như Ngọc sững sờ. Mắt Diệp Tiêu Tiêu đỏ ngầu, cảm xúc dữ dội như con sóng trào. Trong đám đông. Lúc này, Tần Hồng Bân chỉ có một suy nghĩ, cậu ta không chết thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của nhà họ Tần Thái Cổ. Phụt. Ngay sau đó, cơ thể Diệp Bắc Minh run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng đó khiến mọi người sửng sốt. Diệp Bắc Minh bị thương rồi à? Không phải bị thương, chắc là bị phế rồi. Chắc vậy, tự bảo tất cả long mạch trên người sao không bị phế cơ chứ? Vô số ánh mắt tập trung lên người Diệp Bắc Minh. Nhan Như Ngọc chạy tới bên cạnh Diệp Bắc Minh rồi đỡ anh dậy, cậu sao rồi? Diệp Bắc Minh mỉm cười, máu tươi trào ra từ khóe miệng, yên tâm đi, chưa chết được. Thần nữ Túc Hoàng khá ngạc nhiên. Người thanh niên bên cạnh cô ta bỗng vỗ tay, kinh hãi cười nói, thật khiến người ta bất ngờ mà. Không ngờ rằng ở một thế giới đã bị hủy diệt như vậy lại còn có người như thế. Người thanh niên kia lạnh lùng chảo vào không gian, một thanh kiếm xuất hiện trong tay, tiếc rằng thiên tài thường sẽ chết non. Người nọ vung kiếm định chém đầu Diệp Bắc Minh. Thần nữ Túc Hoàng biến sắc, từ từ, Phương Nguyên, đừng giết cậu ta. Phương Nguyên kinh ngạc. Hắn ta quay đầu nhìn nữ thần Túc Hoàng, Hoàng Nhi, em đang cầu xin cho cậu ta à? Sắc mặt thần nữ Túc Hoàng hơi mất tự nhiên, em. Cô ta không thể nói ra chuyện xảy ra giữa thần hồn của mình và Diệp Bắc Minh. Nếu nói ra Phương Nguyên chắc chắn sẽ nổi điên. Cô ta suy nghĩ một lát rồi tìm được một lý do, năm ấy khi em đuổi theo thế giới của mình đã tới thần miếu này, rồi thần hồn bị nhốt trong đó 1 triệu năm. Em nghi ngờ cậu ta có liên quan tới sư tỷ của mình nên thôi tạm thời giữ cậu ta một mạng. Phương Nguyên sửng sốt, trong đầu thoáng hiện lên một bóng dáng mỹ miều. Nể mặt em, anh có thể giữ cậu ta một mạng, Phương Nguyên gật đầu. Thần nữ Túc Hoàng vui vẻ, thật tốt quá. Phương Nguyên chuyển chủ đề, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Hắn ta dứt lời rồi bỗng nhiên ra tay. Hắn vung kiếm chĩa vào đan điền của Diệp Bắc Minh, để cho cậu ta vĩnh viễn làm một kẻ tàn phế được rồi. Thần nữ Túc Hoàng kinh hãi, không được. Phương Nguyên như không nghe thấy gì, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Bắc Minh. Vung kiếm chém vào đan điền của anh. Nhan Như Ngọc tung song trưởng che chắn giữa Diệp Bắc Minh và Phương Nguyên. Ngay tại khoảnh khắc mảnh chỉ treo chuông ấy. Vút! Một bóng đen chợt lướt qua. Mọi người cảm thấy hoa mắt, một cô gái bỗng nhiên xuất hiện. Cô gái đó đứng giữa ba người họ. Một luồng khí thế ngông cuồng quét qua. Người tu võ ở đây vừa nhìn thấy cô gái đó thì trong lòng chợt có xúc động muốn quỳ xuống. Cô gái đó thật đáng sợ. Cô gái đó nhấc cổ tay, Phương Nguyên bị đánh bay ra ngoài. Hắn ta kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, cô là ai? Cô dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Phương tại thế giới Tam Thiên sao? Cô ta trông khoảng hơn 20 tuổi, khí chất như một vị nữ hoàng. Trên người có một luồng khí tức khinh thường vạn vật. Cô gái đó bình thản nói, Tu La tộc, nữ hoàng Tu La. Cái gì, Tu La tộc? Phương Nguyên mở to cặp mắt, lùi về sau theo bản năng. Sắc mặt hắn ta tối sầm, Tu La tộc muốn xen vào chuyện của nhà họ Phương. Chát. Nữ hoàng Tu La tát Phương Nguyên một cú rồi nói, dù lão tổ nhà họ Phương có đến đây thì cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy đâu. Cậu một là cút, hai là chết. Phương Nguyên lại lùi về sau. Hắn ta có thể cảm nhận được nếu mình lại nói nhảm thêm một câu thì nữ hoàng Tu La sẽ giết mình thật. Hắn ta hung tợn nhìn Diệp Bắc Minh, chúng ta đi thôi. Rồi hắn ta dẫn theo thần nữ Túc Hoàng nhanh chóng biến mất. Sau đó, nữ hoàng Tu La liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh, người con gái tôi vừa lòng là cậu à? Hừ!
Đồ ngu xuẩn, còn dám chọn cách tự bạo long mạch. Long tích bị hư hại, cậu sẽ trở thành kẻ tàn phế. Cô ta lạnh lùng cảnh cáo, nhớ kỹ, sau này gặp con gái tôi thì cút xa xa vào. Nói xong, cô ta lười liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Chỉ thong dong bước vào trong thần miếu. Người thu võ còn lại thấy thế, sắc mặt liên tục thay đổi. Một người thu võ nhà họ Tần hỏi, lão tổ, bây giờ chúng ta làm sao? Thanh ma kiếm còn ở trong tay cậu ta. Hay là cướp nó? Tần Hồng Bân tát người nọ một cú, nữ hoàng Tu La vừa mới bảo kê cậu ta, muốn chết thì đừng có kéo theo chúng tôi. Ánh mắt lão ta chợt lóe, âm u nhìn vào Diệp Bắc Minh, thằng nhóc này chạy không thoát đâu, sư phụ của cậu ta đã chết hết rồi. Chỗ dựa vững chắc nhất đã không còn, chúng ta tiến vào thần miếu tìm bảo vật trước rồi nói tiếp. Đợi khi chúng ta ra khỏi thần miếu thì có thể từ từ chơi với cậu ta. Lão ta dứt lời. Rồi dẫn người của nhà họ Tần nhảy vào thần miếu. Đám người Vạn Huyết Kiếm Chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên, Quỷ Mẫu Bạch Liên và Phu Nhân Hợp Hoan thấy thế cũng nhanh chóng tiến vào. Những người thu võ còn lại sợ tụt lại đằng sau bèn lũ lượt nhảy theo. Chúng ta đi thôi. Đế Giang quát khẽ rồi dẫn đoàn người đi vào thần miếu. Đế Khởi La lấy một viên đan dược ra định tới chỗ Diệp Bắc Minh. Đế Khuyết quát, Khởi La, cháu đang làm gì? Cháu, cậu ta bị thương, ở chỗ cháu còn có đan dược, Đế Khởi La giải thích. Đế Khuyết lạnh lùng liếc nhìn Diệp Bắc Minh, cậu ta đã trở thành kẻ tàn phế, không cần lãng phí đan dược lên người cậu ta. Đế Khuyết mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, tôi nói đúng không? Diệp Thiêu Tiêu giận dữ, bỏ đá xuống giết sao? Vừa rồi ở Long Đài, các ông còn muốn lập đội với chúng tôi đấy. Chỉ là nhất thời thôi. Đế Khuyết khinh miệt nói tiếp, Phượng Hoàng rớt đất không bằng gà, Long Tích của Diệp Bắc Minh đã bị phế rồi. Cậu ta còn nghịch thiên được nữa à? Còn cả thanh kiếm trong tay kia còn giữ được sao? Diệp Bắc Minh hờ hững đáp, nhớ kỹ, cho dù tôi thành người tàn phế cũng không phải người mà ông có thể sỉ nhục. Anh bỗng vùng dậy. Vung kiếm càn khôn chấn ngục chém ra. Một luồng kiếm khí đỏ sẫm ập tới, bóp nghẹt Đế Khuyết. Trong ánh mắt Đế Khuyết hiện lên sự hoảng sợ, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Ông ta quỳ xuống, đừng mà, cậu Diệp tôi sai rồi. Phụt. Ông ta nổ tung. Cậu. Đế Giang khiếp sợ, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nhóc con, cậu đã thành vậy rồi mà còn dám giết người. Diệp Bắc Minh mỉm cười đáp, hay là tôi giết cả ông luôn. Hả? Đế Giang hoảng hốt lùi về sau, nở một nụ cười làm lành, cậu Diệp hiểu lầm rồi, đế tộc chúng tôi không có ác ý gì hết. Đi mau. Rồi ông ta ra lệnh dẫn người của nhà họ Đế vào thần miếu. Đợi đến khi tất cả mọi người biến mất, Diệp Bắc Minh mới phun ra một ngụm máu tươi. Cậu sao rồi? Nhan Như Ngọc và Diệp Tiêu Tiêu biến sắc. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trắng bệch, lắc đầu đáp tôi không sao. Diệp Tiêu Tiêu tức giậm chân, anh đã như vậy rồi thì đừng có cứng miệng. Đây là Tố Nguyên Đan, anh mau nuốt nó đi. Nhan Như Ngọc lấy ra một cái bình nhỏ, không hề do dự dí cho Diệp Bắc Minh, đây là địa tủy, tuy chỉ có một giọt. Nhưng ít ra nó có thể bảo vệ cậu không bị thương trong vòng 12 giờ. Sau đó tìm một chỗ chữa trị, có thể giữ được một mạng. Diệp Bắc Minh không cứng miệng nữa, ân tình này tôi sẽ khắc ghi. Anh cầm đan dược và bình ngọc nốc hết vào miệng mình. Rồi anh tẩm liệm xác của tất cả sư phụ. Nhìn sang cửa vào thần miếu. Bỗng nhiên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhóc à, có lẽ sư phụ của cậu chưa chết đâu. Diệp Bắc Minh vô cùng kích động, tiểu tháp, ông nói thật sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy tư một lát rồi bảo. Sau khi vào thần miếu bổn tháp phải nghiệm chứng một chút. Được. Diệp Bắc Minh không hề do dự bước vào cánh cửa thần miếu. Diệp Tiêu Tiêu thấy Diệp Bắc Minh hành động như vậy thì hoảng sợ nói, này, anh không tìm chỗ nào dưỡng thương sao? Hai người theo sau anh nhảy vào thần miếu. Sau khi tiến vào thần miếu thì anh xuất hiện trong một đại điện. Quả nhiên là thế. Giọng điệu của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rất trầm. Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi, tiểu tháp, chuyện gì thế?
Sư phụ của tôi vẫn chưa chết thật ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời chắc nịch, thần miếu này có thể lưu giữ thần hồn, sau khi sư phụ của cậu tử vong, thần hồn đã tiến vào thần miếu. Nói cách khác, tuy thể xác của bọn họ bị hủy hoại nhưng thần hồn vẫn còn sống. Nó khá giống với Long Đế và thần nữ Túc Hoàng. Nói như vậy thì sư phụ của tôi có thể sống lại sao? Hô hấp Diệp Bắc Minh dồn dập. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười đáp, đúng vậy. Thật may quá. Diệp Bắc Minh vui vẻ hỏi tiếp, thần hồn của các sư phụ đang ở đâu? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thả thần hồn ra ngoài thăm dò, ở sâu trong thần miếu, nhưng thần miếu này có chỗ không hợp lý lắm, cậu nên cẩn thận một chút. Lúc này, Nhan Như Ngọc và Diệp Tiêu Tiêu tiến vào, đây là bên trong thần miếu sao? Hình như không có chỗ nào đặc biệt. Diện tích đại điện rất rộng lớn. Phía trước bầy biện ba pho tượng màu đen đang được cúng bái. Mà điều khiến người ta thấy lạ là đầu của ba pho tượng kia đều đã bị người ta chém xuống, biến mất không thấy đâu. Trên mặt đất là hơn 10 cái xác mặc trang phục của đế tộc. Bọn họ đều là người tu võ vừa tiến vào đại điện, chắc là chết vì cướp đoạt bảo vật với nhau. Nhan Như Ngọc chợt nghĩ tới điều gì đó bèn nhìn về phía Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, tôi còn có việc phải làm nên cáo từ trước. Cô ta không đợi Diệp Bắc Minh mà đi thẳng tới một hướng. Vừa mới đi được 10 mét. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân cô ta sáng lên. Một tia sáng đỏ sẫm lao tới cổ Nhan Như Ngọc. Biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến cô ta có chút thẫn thờ. Đứng im tại chỗ. Cẩn thận. Diệp Bắc Minh quát khẽ. Anh bước tới ôm vòng eo thon thả của Nhan Như Ngọc nhanh chóng lùi về sau. Á! Nhan Như Ngọc hét lên, cơ thể mềm mại sụi lơ vào lòng Diệp Bắc Minh. Mặt cô ta trắng bệch, lòng chợt hoảng hốt. Nếu không nhờ Diệp Bắc Minh thì cô ta đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, thần miếu này thật kỳ lạ, cho dù các cô tiến vào đây với mục đích nào đi chăng nữa. Thì hành động đơn lẻ sẽ rất nguy hiểm, đi theo sau tôi đi. Vâng, Nhan Như Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh rồi gật đầu. Diệp Bắc Minh buông Nhan Như Ngọc ra, đầu chợt nghĩ, thần ma chi nhãn xuất hiện giữa mi tâm. Khu vực đang yên tĩnh lạ thường bỗng tràn ngập sát khí. Đi sai một bước đều có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đi thôi. Trước mắt thần ma chi nhãn không gì có thể che giấu được. Nhan Như Ngọc và Diệp Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi, đây là gì thế? Diệp Bắc Minh nhìn sang hai cô gái, thần ma chi nhãn có thể nhìn thấy tất cả. Kể cả cơ thể của hai người cũng không sót chỗ nào. Anh xấu hổ rời mắt sang chỗ khác. Hai người họ dường như không phát hiện điều bất thường. Cả hai đi loanh quanh Diệp Bắc Minh vô cùng hứng thú với con mắt thứ ba của anh. Ông ba, ông không được chết. Bỗng nhiên một giọng nói đầy tuyệt vọng lọt vào tai anh. Đó là của Đế Khởi La. Ha ha ha, người đẹp ơi, đừng từ chối nữa, theo anh đi. Một giọng nói tởm lợm truyền tới. Đế Giang đang nằm hấp hối trên mặt đất. Bọn họ vừa mới tiến vào thần miếu 15 phút, tất cả người của nhà họ Đế đều đã hy sinh. Chỉ còn lại ông ta và Đế Khởi La. Ông ta đã xem nhẹ lòng người rồi. Đế Giang hộc máu gầm lên, lão quỷ hợp hoan, ông là đồ tiểu nhân. Chúng ta đã thống nhất hợp tác với nhau ai ngờ các người lại đánh lén giữa đường như thế. Trơ cháo, hợp hoan tông các người đều là đồ mặt dày trơ cháo. Lão quỷ hợp hoan nhếch mép cười khẩy lộ ra cái răng vàng khè, tôi trơ cháo hả? Kha kha, dù tôi có trơ cháo thì cũng thua xa các ông à nha. Vừa rồi các người đối xử với Diệp Bắc Minh thế nào? Các người có thể chọn phản bội đồng minh của mình. Vậy chúng tôi không được phản bội các người à? Phu nhân hợp hoan bình thản cười nói, anh, nói nhảm với ông ta làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.